Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tối hôm nay vào thời chia sẻ pháp thoại của Sư Ông Bạch Vân. Hôm nay Sư Ông sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về chủ đề Tâm Bất Sinh, và sau đó Ngài sẽ trả lời toàn bộ những vấn đáp trong suốt thời gian vừa qua quý hành giả đã nghe pháp và có những chỗ mình còn đang thắc mắc. Hôm nay Sư Ông sẽ giải đáp cho tất cả quý hành giả. Và ở trên trang Facebook tôi có để số điện thoại của Ngài. Nếu quý hành giả trong quá trình nghe pháp chúng ta muốn trực tiếp trao đổi với Ngài để làm hiểu rõ hơn cái vấn đề chúng ta đang học hỏi cũng như đang tu tập, chúng ta có thể gọi trực tiếp về trên trang Facebook. Chúng tôi sẽ giúp cho quý hành giả kết nối ngay với Sư Ông, để rồi Sư Ông sẽ trả lời trực tiếp cho quý hành giả được thông suốt hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Và ngoài ra, kênh Facebook của chúng tôi cũng phát lại trên kênh YouTube Con Đường Kiến Tính. Vì vậy, nếu quý hành giả chúng ta không thể trực tiếp xem được kênh Facebook, chúng ta có thể vào kênh YouTube để xem lại chương trình, những bài pháp thoại mà Sư Ông suốt quá trình vừa qua đã thuyết giảng trên kênh Facebook. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi vào thời pháp thoại của Sư Ông, chúng ta cùng với Ngài trì tụng một biến kinh chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Đem công đức đó chúng ta hồi hướng về các cõi Phật mà chúng ta đang hướng đến, cũng như đem công đức đó chúng ta hồi hướng cho cửu huyền thất tổ thân bằng quyến thuộc của chúng ta còn đang khổ nạn, và cầu cho thế giới chúng ta đang sinh sống được an ổn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bhagavate Savate Seng Lokiza Pradivitita Za Buddha Za Bhagavate Tadiza Tha Murum 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 Siddhara Siddhara Visiddhara Visiddhara Sama Sama Samanta Favasa Safaranai Gati Gaganai Savava Visiddhya Vikanza Zimen Savatata Gada Sugada Phara Vakana Amita Bisaku Mahamidara Mandara Banam Arisen Dharaniya Siddhara Siddhara Gaganai Safava Visiddhiu Saknisa Vikaza Visiddhisa Sara Rasami Santonite Saravatatagada Avalokini Savatatagada Mate Satrabamamita Bariburani Nasabumibara Disite Saravata Tagada Vridara Disana Disitum Midari Midari Maha Midari Varidakara Samarana Visiti Samarakama Farana Visiti Pradirikati Privisiti Ratinavarafana Prisiti Samara Disana Disitum Mani Mani Ma Mani Amani Amani Vimani ma Vimani Madi ma Madi Tata da Buddha Kuti Virisiddhi Vidabhuta Buddhi Visiddhi Yajajaja Vizaza Vizaza Samara Samara Safara Safara Sarafa Buddha Disana Disita Siddhi Wadiri Wadiri Maha Wadira Wadiri Wadiraga bidaraga bi wadiraga bi wadiraga bi wazizo nagate wazizo nababe wazizam sambabe wadiro wadirina wadiram wafadi mama sariram sarapatatafanam takara biri biri siddhi sara wafadi misata sara Bhagate Virisiddhi Sarvatathagada Satsami Sama Sava Satsanti Sarvatathagada Sama Savara Nisitam Saddiza, Buddhiza, Buddhiza, vi Buddhiza, vi Buddhiza, Bodhaza, Bodhaza, vi Bodhaza, vi Bodhaza, Mokaza, Mokaza, vi Mokaza, vi Mokaza, Siddhara, Siddhara, vi Siddhara, vi Siddhara, Samanta, Tadbiri, Mokaza, Samandara, Samiri, Siddhi, Saravata, Thagada, Satsami, Harajidaja, Disana, Disitem, Midari, Midari, Maha, Midara, Mandara, Bana, Disite, Sava. Hôm nay chúng ta chính thức nghe vào phần giảng của Thiền sư Bankei về phần 1 lời mở khi Thiền sư Bankei Buchi Kosai, người sáng lập thiền tự Jizomoji Long Môn ở Aboshi thuộc tỉnh Bansu, mở kỳ thất lớn tại Long Môn vào mùa đông năm thứ ba Genjuku 1690, có 1.683 tu sĩ ghi danh trong số danh bạ, nhưng người đến nghe gồm không những đồ chúng thuộc tông Thiên Thai Tàu Động ở cả các tông phái Jinsu, Zengom, Changon, tên Giai Tịnh Độ và Nhật Liên Tông. Cả tăng lẫn tục cùng chan nhau trong giảng đường, người ta có cảm tưởng Ngài Đích Thân là bậc Thiên Nhân Sư, Thầy của người trời của thời nay. Khi ấy, Sư bước lên Pháp Tòa và bảo đại chúng tăng tục: hôm nay trong đại hội này, chúng ta gồm cả một đám đông tăng tục, và có lẽ tôi đã kể cho quý vị nghe làm thế nào lúc còn trẻ tôi đã trực ngộ ra rằng cái tâm vốn dĩ chưa từng sinh ra. Cái phần tâm về tâm ấy tuy thế chỉ là điều phụ thuộc. Quý vị tu sĩ, khi quý vị an trú trong Bất Sinh, quý vị sẽ thấy không có gì người khác cần nói với quý vị. Cái mở đầu của Thiền sư á, là Ngài nói tôi có thể kể cho quý vị nghe làm thế nào lúc còn trẻ tôi đã trực ngộ rằng cái tâm vốn dĩ chưa từng sinh ra. Tức là Ngài mở đầu trong sự giới thiệu, Ngài nói rằng để Ngài sẽ nói làm thế nào mà chúng ta có thể ngộ được cái tâm mà chưa từng sinh ra. Đó, cái tâm mà chưa từng sinh ra thì thật sự làm sao chúng ta gọi là cái tâm hay là có cái từ được, bởi vì nó chưa từng sinh ra thì chúng ta không thể biết được. Mà nếu nó chúng ta biết rằng nó đã sinh ra thì là chúng ta đã đặt tên nó. Vì thế cho nên cái điều này là một cái điều gần như chúng ta khó hiểu, nhưng mà từ cái chỗ khó hiểu này chúng ta biết rằng có một cái gì không dính dấp đến danh từ, đến khái niệm, đến cái từ tâm hay là vật hay là ý hay là bất cứ cái gì. Cái điều này chúng ta sẽ trống rỗng, sẽ không thể nghĩ bàn được ngay từ lúc đầu. Bởi vì một cái gì đó mà chúng ta gọi là cái tâm, nhưng mà bởi vì nó chưa từng sinh ra thì chúng ta làm sao biết nó là tâm. mà nó đã sinh ra, ai nói chúng ta biết đó là tâm. Bởi vì cái từ này cũng là một cái từ không chính xác, cho nên nói tâm thật sự là không đúng. Cho nên Ngài Tuệ Trung mới nói tâm không thể thấy, làm sao thấy được. Cũng như Phật thì cũng không thể thuyết, bởi vì thuyết ra thì tức là danh từ, chứ làm sao nói là Phật được. Cho nên lúc còn trẻ tôi đã trực ngộ ra rằng cái tâm vốn dĩ chưa từng sinh ra. Cái phần về tâm ấy tuy thế chỉ là điều phụ thuộc. Tuy quý vị tu sĩ, khi quý vị an trú trong bất sinh, quý vị sẽ thấy không có gì người khác cần nói của quý vị. Bây giờ chúng ta chưa biết cái bất sinh là gì. Khi quý vị an trú trong bất sinh, tức là trong cái chỗ chưa sinh. Cái chỗ chưa sinh là chỗ nào? Cái chỗ chưa sinh làm sao chúng ta nói là nó là cái này hay là cái kia hay là cái gì? Hoặc là chúng ta nói là chúng ta không biết gì. Chúng ta không biết là không biết về cái gì. Chúng ta ngay cả cái chỗ chúng ta ngập ngừng nói rằng không biết đó, thì chúng ta cũng có một cái lượng tâm. Mà nếu chúng ta nói về chúng ta đã biết rồi, thì cái tâm đó là cái tâm không có thật. Bởi vì cái tâm nó đã có cái sự ghi nhận bằng thức tính, tức là bằng cái chỗ nhớ về hình dạng, về mẫu mã, về âm thanh, về cái gì đó, thì đâu phải là tâm. Còn nếu nó không có tướng, không có hình, thì làm sao chúng ta nhớ được, chúng ta biết được. Đó. Cho nên ở cái điểm này chúng ta đừng hy vọng rằng tâm là một cái gì đó. Nếu chúng ta nghĩ rằng tâm là một cái gì đó thì thật sự chẳng những chúng ta lầm mà nó suốt cả cuộc đời tìm kiếm chúng ta cũng không bao giờ gặp hết cả. Cho nên khi mà chúng ta ngộ thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái điều kỳ lạ là nó không thực. Nó không có cái gì hết cả, nhưng mà chúng ta lại biết nó ở đó, là cảm giác nó có đó, nó ở đó. Nhưng mà không thể định nghĩa được, không thể định danh được. Bởi vì chúng ta khi khởi niệm hay khởi ý, khởi lời thì thực sự không dính dấp gì đến cái chỗ mà chúng ta có thể ngộ được hết cả. Cho nên đó là một cái điều nó rất thực mà nó cũng rất bí mật. Bởi vì bí mật là chúng ta không thể diễn tả bao giờ mà nó có thể đúng được. Mà thật là mỗi người khi ngộ rồi chúng ta không thể nghi ngờ được. Chúng ta cũng không bao giờ hỏi nó ở đâu hay cái gì nữa hết cả. Tôi đã kể cho quý vị nghe làm thế nào lúc trẻ tôi đã trực ngộ ra rằng cái tâm vốn dĩ chưa từng sinh ra. Cái về phần tâm ấy tuy thế chỉ là điều phụ thuộc đó. Tất cả từ, tất cả những cái mà nó có thật chỉ là để diễn tả, chỉ để cho ta bám víu thở ban đầu để mà có chuyện để nghe. Chứ thật sự nếu nói không có gì, bây giờ mình biết nghe cái gì? Nếu nghe cái không nghe thì chúng ta chưa có thực tập điều đó. Mà chúng ta phải lắng sâu vào bên trong. Nhưng mà ở đây, Ngài chưa nói đến cái điều để mà chúng ta thực tập như thế. Và chúng ta cũng không biết thực tập thế nào cho nó đúng. Vì thế cho nên, khi quý vị an trú trong bất sinh, quý vị sẽ thấy không có gì khác cần nói với quý vị. Nghĩa là khi mà chúng ta đã an trú trong cái chưa sinh, tức là chúng ta chưa có cái nghi ngờ và chưa có cái biết hay là không hiểu biết, thì chúng ta không có cái niệm đó thì làm sao chúng ta cần ai? Chúng ta cần người ta nói cái gì? Nếu khi chúng ta cần ai đó nói cái gì, tức là trong lòng chúng ta có một thắc mắc. Mà chính cái thắc mắc, cái không biết đó, thì cái điều đó là một cái điều nó không phải, không đúng. Bởi vì nó là cái vô thường, một cái niệm, một cái giống gì đó của cái sự sinh khởi ở trong cái mà hiện tại, hoặc là ở trong cái không gian của nội thức chúng ta, nó có một hiện tượng gì đó. Rồi tất cả cái đó nó sẽ qua đi, nó không có ở đó. thì chúng ta không thể bám vào đó được. Đó là khi chúng ta thấy nó như vậy. Còn nếu chúng ta chưa thấy thì chúng ta biết cái gì mà chúng ta hỏi, chúng ta nói đâu. Cho nên khi quý vị an trú trong bất sinh, tức là trong cái chưa sinh, an trú hay không an trú, nhưng mà nếu chúng ta vừa hiểu cái mà chưa có sinh như vậy, đâu có sinh cái gì đâu, thì chúng ta thấy không có gì người khóc nói với quý vị, tức là mình cũng không cần ai nói gì cả. Mà thật sự người khác nói với mình cái gì, mà trong cái nếu người khác nói mà mình không cần nghe, mình không hay không biết, thì điều đó đâu có ích lợi gì. Còn nếu mình hay mình biết thì tức là mình nhận ra những cái gì đó nó thuộc về không phải là của mình, không phải để mình biết, nhưng mà đó là điều mình nhớ lại. Người ta nói rồi mình trực nhận, mình nhớ lại, tức là mình biết cái mình đã biết, chứ không phải là mình biết cái mà chưa từng biết. Mà bây giờ giả tỷ cái chưa từng biết thì chúng ta không nghi, cái đã biết thì chúng ta biết rồi. Còn cái đang biết này thì nó không thể nói cái biết hay không, bởi vì nó không có gì để biết hết. Cho nên chúng ta không có vấn đề gì hết cả. Nhưng mà ngay nơi đó nếu chúng ta nhín một chút và chúng ta thoát qua cái tính chất lưỡng lự của tư duy thì chúng ta nhận liền ngay nơi đó. Mình nhận giống như là mình nhận quàng, không có cái gì mà mình phải nhận. Nhưng mà thật sự chẳng bao lâu rồi mình thấy cái đó nó rất rõ ràng. Đâu có chuyện gì, dù bao nhiêu chuyện nữa mình cũng thấy tất cả nó loáng thoáng như là những cái tia lửa, tia sét trên trời, hay là những cái niệm thoáng qua như vậy thôi. Bởi vì tất cả cái đó từ đâu nó đến rồi nó cũng đi qua mất hết. Nó đâu có tồn tại gì đâu. Cho nên nó rất là lạ lùng, cho nên chúng ta không cần vậy cả. Cũng không gì có cần quý vị cần nghe. Cũng không có gì quý vị cần nghe. Bởi vì mình cần nghe là nghe cái gì? Thật gì mình có cái gì nghi thì mình mới nghe. Mình có cái gì mình cho là không hiểu biết mình mới nghe. Nhưng mà thật sự mình cũng không biết là mình không có hiểu biết, hay là có hiểu biết. Trong những cái tâm lúc đó nó rất là vi tế. Mình không thể tìm ra, không thể định hiểu. Cho nên thật sự mình cũng không có cần nghe. Vì tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu. Cái này là cái ngôn ngữ của ông Bankei, ông nói riêng cái sự chiếu sáng kỳ diệu như thế nào đó thì ông biết mà thôi. Còn nếu mình không biết, chưa hẳn là vậy, chưa hẳn là mình nói là sự chiếu sáng kỳ diệu, hay là không có chiếu sáng kỳ diệu gì hết cả. Đó. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ rằng nó chiếu sáng, ác nhưng chúng ta nghĩ nó hoặc như ánh lửa, như ánh đèn, hay là như đom đóm, hoặc là như một sự phóng chiếu như điện hay cái gì đó. Đó, thì nó cũng sai. Mà chúng ta không biết thế nào là phóng chiếu kỳ diệu. Chưa hẳn nó đã như vậy. Đó. Mà chỉ có một mình Ngài Bankei nói như thế thôi. Có thể là người ta thấy khóc, cũng không phải là sai. Vì thế cho nên, vì tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu, nên nó dễ dàng biến thành bất cứ gì nó gặp. Bởi vì ở trong cái không, cái lặng lẽ đó, nó có thể nhập, nó có thể nhập vào bất cứ một cái điều gì. Nếu mà nó không có một cái sự như là mình tỉnh thức hay là mình hiểu biết, thì hay có tướng thì nó thấy là tướng, nó nói đây là tướng. Còn nó có một cái gì đó về màu sắc, về bất cứ gì, thì nó thấy đây có cái điều đó. Khi nó nói đây đang có điều đó, hay là đã có điều đó, hay là tôi thấy điều đó, tức là cái chỗ đó nó đã dính vào cái đó rồi. Chứ nó, bởi vì nếu cái đó nó đến mà nó thấy, tức là nó ở bên ngoài chứ đâu có phải bên trong. Nếu tự nó thì nó đâu có thấy được. Nếu cái gì tự, cũng như ngón tay không thể thấy ngón tay, con mắt không thể thấy con mắt. Con mắt nó có thể thấy bên ngoài nhưng mình không thấy chính nó. Bởi vì nó là cái thấy thì làm sao thấy cái ngoài được. Nếu mình móc mắt mình để bên ngoài thì nó chết rồi. Còn để ở trong thì nó thấy. Còn ngón tay nó cũng không thể thấy ngón tay được. Cho nên cái thấy thực sự nó cũng là một cái tương đối thôi. Trong cái tuyệt đối, trong cái cuối cùng của tuyệt đối, nó cũng không cần có cái thấy nữa. Vì tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng, nên nó dễ dàng biến thành bất cứ gì nó gặp phải. Bởi thế, trong khi tôi bảo mọi người tại gia ở đây, chớ có biến mình thành đủ lại mà họ gặp. Biến mình đủ lại là sao? Ví dụ mình gặp một cái gì đó, thì hoặc là mình nhập vào cái đó, mình thích cái đó, hay là mình gọi tên cái đó, hay là cái đó nó trở thành một cái gì mà mình đối diện, một cái gì nó như là đối tác, như là mình tiếp xúc. Và thật sự trong khoảnh khắc đó thì mình sanh ra cái ấm thọ tưởng của cái đó, như chính cái đó. Đó. Vì thế cho nên Bứ nói là trong khi bảo mọi người tại gia ở đây chớ có biến mình thành đủ lại mà họ gặp. Và đối với cái tâm của họ thành những ý tưởng thì quý vị tu sĩ cũng có thể nghe luôn. Bởi vì mình gặp một cái gì thì mình sanh ra cái nghĩ về cái đó. Mình nghĩ, ví dụ mình thấy cái này thì mình nghĩ đây là cái gì, mình nghĩ ra cái mình đã biết thì đây là cái bàn tay của Phật, cái bàn tay này đang đắc ấn hay cái gì đó. Thật sự những cái này là mình nghe người ta nói. Rồi mình thấy này thì mình thấy cái này là cái ấn hay gì đó. Thật sự tất cả cái tên, cái danh đó không dính dấp gì đến mình, mà không dính dấp gì đến sự thật. Bởi thế trong khi tôi bảo mọi người tại gia ở đây chớ có biến mình thành đủ lại mà họ gặp. Và đối với cái tâm Phật của họ thành những ý tưởng. Cái tâm Phật là cái tâm không có ý tưởng, mà khi chúng ta gặp một cái gì đó nó thành ra ý tưởng. Thì vì vậy cho nên chúng ta thấy trước khi mà chúng ta sanh ý tưởng, hoặc chúng ta chưa gặp, nó không có gì cả. Nhưng mà chúng ta không ý thức được về cái không có. Bởi vì nếu chúng ta nói không có, ác chuyện chúng ta muốn biết một cái gì nó có rồi. Cho nên cái không có đó cũng thực sự cũng tương đối. Cho nên tất cả nó đều có niệm, mà thực sự cái tâm thì vô niệm. Sư bảo chúng, đây là bắt đầu ổng diễn, ổng nói cái pháp của ổng, cái pháp mà ổng chứng ngộ, ổng giác ngộ đó. Trong tất cả quý vị tập trung tại đây hôm nay, không một ai là người chưa giác ngộ. Ổng nói là trong tất cả quý vị tập trung tại đây hôm nay, không một ai là người chưa giác ngộ. Vậy thì cái giác ngộ là gì? Mà sao chúng ta không thấy? Chúng ta không biết. Ông nói ai cũng đã giác ngộ. Bởi vì tất cả ở đây chúng ta không một ai là chưa giác ngộ. Thì bây giờ ví dụ như mấy con ngồi trước thầy đây. Mà thầy nói rằng các con chưa có người nào mà không giác ngộ. Vậy thì cái giác ngộ đương bây giờ là gì? Nếu mà chúng ta nói rằng giác ngộ bây giờ là gì thì đó là câu hỏi. Dù là chúng ta thoáng nghĩ ra, nó vẫn là câu hỏi và nó cũng là một tâm thức. Thì chúng ta bỏ cái đó đi, vượt qua cái đó thì cái gì còn lại? Đó. Cái điều này tự mình xác định thôi. Còn nếu mà ai đó nói một cái gì đó thì nó là thành ra một cái giới, thành ra một cái pháp nữa, thành ra một cái tính chất mà mình nương nơi đó, mình thấy nơi đó, rồi mình tự xưng rằng cái đó, cái mà người ta nói cho. Đó. Ví dụ một người nào hỏi, thầy, con là ai? Thì thầy chỉ có thể nói là thầy không biết. Còn thầy biết thì thầy sẽ nói là thầy biết cái gì. Còn nếu thầy nói là con là Phật, thì Phật thì thực sự đâu có thể có được. Bởi vì Phật không thể thấy, tâm không thể thuyết. Đức Phật mà thấy thì thật sự cái đó là thấy tướng thôi, chứ sao lại gọi là thấy Phật. Bởi vì Phật không có thấy, mà hễ mình thấy là thấy tướng. Còn mình thấy tướng mà vô tướng đó là mình ngộ, chứ không phải là thấy. Mà cái ngộ không phải là cái mà trên lý thuyết tướng hay là vô tướng. Cho nên thầy cũng dẫn giải cái ngôn ngữ để cho nó đi vào cái chỗ mà vượt qua chính nó. Vượt qua chính nó chứ không phải là giải thích nó. Cho nên không một ai là người chưa giác ngộ, mỗi người ở đây đều là một vị Phật. Bởi vì trong cái thời đó là cái thời người ta tu từng chút, ví dụ như thiền hay là họ niệm Phật thôi gì đâu. Đâu có ai dám thấy mình là Phật, dám nghĩ mình là Phật. Nhưng ông nói mỗi người đây là một vị Phật. Bởi vì cái tướng này là do mình chấp thôi. Còn cái vô tướng thì mình không thấy được. Mà chính cái không thấy của mình đó, tức là mình không có ý niệm gì hết cả. Mà mình không có một cái gì mà để cho mình biết là cái đó là thật hay không thật. Bởi vì nếu có một cái gì đó thì cái đó là một cái màn ảnh trong đầu mình. Thì vì cái đó, vì một cái tâm tưởng thì mình mới có nói cái điều đó. Nếu trong không có điều, không có tâm tưởng trong đầu mình thì mình không thoát được. Cũng như mình nói tôi gặp một người đó, thì ắt như cái người nào đó nó có trong tâm mình thì mình mới nói là tôi gặp. Còn giới nói tôi chưa gặp cái anh đó, chưa gặp người đó, thì chưa gặp người đó thì cái người đó nó cũng đã có trong đầu mình mới nói mình chưa gặp người đó. Ngay có người mà mình chưa gặp thật sự thì mình cũng có cái chưa, cũng có một cái gì đó, cũng có một nát khái niệm gì đó. Đó, điều đó nó rất kỳ dị, nó rất lạ. Cho nên mình coi kỹ thật sự cái vô niệm là cái gì. Cho nên ở trong tiếng tâm mình có nói pháp pháp không khác pháp. Không khác là sao? Tức là mình thấy tất cả nó như. Bởi vì khi mình khởi niệm lên, khởi tưởng lên nó mới có khác. Không khởi tưởng làm sao khác, pháp không khác. Nhưng mà do ái trước sanh lầm. Pháp không khác pháp, do ái trước sanh lầm. Há chỉ là lầm lắm đem tâm mà kính tâm. Nó đâu có gì khác. Ví dụ bây giờ mình thấy như vậy đâu có gì khác đâu. Nhưng mà vừa mình thấy trong lóm đó mình nói cái này là cái ly, cái này là ông Phật, cái này là cái gì đó, là mình đọc lên. Rồi chính ở trong đó nó có cái thích và không thích. Nó có bằng lòng và không bằng lòng, và nó có tướng và không có tướng, và cái này cái kia. Nó nhanh lắm. Lý trí nó đã sinh khởi trong người mình. Cho nên cái pháp nào nó cũng không phải là cái khác nhau. Nhưng mà do mình thích cái nào thì cái đó nó nổi lên. Mà mình thích cái nào thì cái đó nó có ở trong tâm. Do ái trước sanh làm há chỉ là làm lắm đem tâm mà kiếm tâm. Cho nên mỗi người ở đây đều là vị Phật. Bởi thế hãy lắng nghe cho kỹ. Cái mà tất cả quý vị thừa hưởng của cha mẹ lúc mới lọt lòng chỉ là cái tâm Phật bất sinh. Chúng ta tưởng tượng lại một em bé. Lúc mà nó mới sinh ra thì nó sao? Tất cả cái cũ nó chưa nhớ lại. Cái mới nó chưa tiếp thu. Còn cái bây giờ của nó thấy, nhưng mà nó không biết là cái gì. Mà mình nói không biết, chứ làm sao mình biết cái không biết của đứa bé đó. Bởi vì mình cũng là đứa bé, bây giờ mình quen mất rồi. Mình quen cái tâm bé nhỏ đó rồi đó. Cho nên cái tâm đó là cái tâm Phật. Nghĩa là bây giờ mình cứ biết là cái tâm đó nó không có nghĩ tưởng. Nó chỉ nhìn như vậy đó. Rồi nhiều khi nó vô lý, vô cớ gì nó vẫn mỉm cười được. Đó. Và một sự dồn nén gì đó, nó bức xúc. thì tự nhiên nó khóc, nó phản ứng rồi thôi. Chứ không phải là nó tự khóc, có khi nó cũng không biết khóc nữa. Cho nên cái tâm của bé lúc đó nó chưa có gì cả. Bây giờ mình cứ khởi đầu như là mình không có gì cả, chưa biết gì cả. Chưa biết, chưa nghe, chưa hay, chưa hiểu gì cả. Thì ở trong cái chỗ đó, tức là nó gần như cái chỗ bây giờ mình gọi là vô niệm đó. Cho nên cái vô niệm là một cái điều rất là sâu sắc, chứ không phải là đơn giản mình nói vô niệm đâu. Bởi vì cái nội dung của nó không có tiếng nói của niệm hay là vô niệm được. Đó. Cho nên nói cái tâm thật mà quý vị có từ lúc cha mẹ mới sinh ra thật sự là bất sinh và chiếu sáng một cách kỳ diệu. Bởi vì lúc mà cha mẹ mới sinh đứa bé ra thì đứa bé nó không có cái gì. Nó không có cái gì để sinh ra. Chắc cái vận hành của nó theo nghiệp mà cái tế bào trong đầu của nó hay là cái cơ thể của nó có lẽ là nó có một sự biến đổi, có một sự vận chuyển để thay đổi từng cái chuyển động sâu sắc nhất của thịt da, của tất cả gì đó. Nó gọi là mình gọi là nó lớn lên, nó thổi phồng lên. Bởi vì khí, bởi vì đất, nước, gió, lửa, nó trưởng thành thôi. Chứ thực sự thì cái tâm lúc đó nó chưa khởi một cái gì hết cả. À. Hơn thế nữa, với cái bất sinh này, mọi sự đều được thu xếp một cách hoàn toàn ổn thỏa. Bằng chứng về điều này là trong lúc tất cả quý vị đang lắng nghe, tôi nói mà người kia có tiếng ngoài kia, có tiếng quạ kêu, tiếng chim sẻ kêu chíp chíp, tiếng gió xào xạc, mặc dù không cố tình phân biệt những âm thanh ấy, quý vị vẫn nhận ra và phân biệt được từng tiếng chim quạ, tiếng chim sẻ, tiếng gió xào xạc, quý vị nghe mà không làm lặng. Đấy gọi là nghe với cái bất sinh. Với cái bất sinh, tất cả mọi sự được thu xếp hoàn toàn ổn thỏa cũng như vậy. Đấy là bằng chứng thật sự về cái bất sinh. Hãy nhận ra một cách dứt khoát rằng cái không sinh và đang chiếu sáng kỳ diệu ấy đích thực là tâm thật. Đó, thì cái câu này là cái câu rất là cốt lõi. Bây giờ dù ông có nói bao nhiêu nữa thì cái câu này cũng là một cái câu thực chứng, cái câu chứng minh. Thì cái điều đó không phải là ông nói với ai, mà ông nói với chính mình đang nghe đây. Mà bây giờ thật sự khi ông nói đó chính là mình đang nói. Và sau cái câu nói đó thì mình hãy thực hành đi. Bây giờ ta nghe cái gì? Bây giờ Kim Thành nghe gì? Đó. Cái nghe nó cũng như cái thấy. Lúc nào mình cũng thấy. Bây giờ mình đương nói mình cũng thấy. Nhưng mà nó còn hay hơn nữa là mình không có phân biệt gì cả. Mình thấy. Con mắt mình nhìn đâu mình cũng thấy cả. Đó. Còn cái tai mình lúc nào mình cũng nghe. Mình đương ở đây nhưng mình nghe cái tiếng con gì đó nó kêu. Rồi mình cũng nghe cái không có. Không có gì. Một cái gì nó rỉ rả, hoặc nó rì rào, hoặc là nó va đậm, hoặc là một âm thanh ở ngoài xa, ở phía dưới kia. Chúng ta đều nghe cả. Cho nên cái ứng dụng của cái tâm bất sinh đó, không có sinh nhưng mà chúng ta vẫn nghe. Tức là không có cái ý, không có lực của thức, nhưng mà chúng ta vẫn biết, vẫn nghe. Cái đó một cách lạ lùng hơn nữa là chúng ta đưa cái tay lên, để cái tay xuống, chúng ta cầm cái này kéo cái kia. Thật sự là đó là tác dụng của cái bất sinh. Nếu mà chúng ta coi kỹ lưỡng, coi đi coi lại hàng trăm hàng ngàn lần rồi, chúng ta cũng sẽ đầu hàng, không tìm ra cái gì nữa hết cả. Đó. Rồi chúng ta cũng có thể nghe ở trong lòng chúng ta nữa, mà chúng ta có thể nghe. Cho nên cái tính nghe đó, tính thấy đó, tính biết đó, thật sự nó đều ở trong cái bất sinh đó, trong cái không sinh đó. Bởi vì mình nói không sinh chứ thật sự không có cái gì là sinh và không có gì không sinh. Đó là cái không có niệm tưởng, không có vô niệm. Đó là cái vô niệm. Đó là cái tánh biết mà không phải là cái biết của đầu óc hay của mắt của tai. Đó. Tánh tự biết. Rồi từ cái đó chúng ta mới sanh ra cái phân biệt. Rồi chúng ta mới sanh ra cái nghi ngờ. Rồi chúng ta mới bắt đầu học hỏi. Rồi chúng ta mới biết, mới sanh ra thế giới. Nghĩa là đủ thứ chuyện. Đó. Đó là một cái tính chất kỳ lạ. Nếu mà chúng ta thấy ví dụ như ông Bankei này, ông nói sự thật, thì quả đúng là tất cả không có ai là không giác ngộ. Bởi vì mình đang giác ngộ, mình đang là Phật thì mình mới có cái đó. Bởi vì mình chưa biết thôi. Chứ mình biết thì mình cũng không thể không chấp nhận. Bởi vì nó là sự thật, không phải mình chấp nhận mà nó có. Không phải mình không chấp nhận mà nó không. Cho nên bây giờ chúng ta cứ thực tập đi. Chúng ta thực tập bây giờ một giây khác, một giây phút, một tiếng đồng hồ hay là một đêm cũng được nữa. Hay là một ngày một đêm cũng được. Bởi vì nếu một ngày một đêm mà chúng ta thành Phật thì thật sự cái chuyện đó cũng là lời quá rồi. Chúng ta đổi một chút cái gì đó để mà chúng ta biết cái Phật, biết cái tâm Phật, biết cái tính Phật, biết cái bất sinh. Thì chúng ta cũng lời quá rồi. Trong khi bây giờ chúng ta đi học, học bãi bằng nghĩa là cử nhân, nghĩa là 8 bằng thạc sĩ, 10 bằng tiến sĩ nữa thì cũng vậy thôi. Mà chúng ta lại không có tính biết. Chúng ta thực sự cũng không thấy cái nghe. Bởi vì có cái gì đó thì chúng ta mới nghe. Có thấy mà rõ ràng được đó là cái gì thì chúng ta mới gọi là tôi biết rồi. Nhưng mà bây giờ ông chỉ cho mình rằng tâm Phật bất sinh. Bởi vì tâm Phật không sinh, chính cái không sinh đó. Cái không sinh tức là nó không có trước. Bởi vì nếu có trước thì cái gì đã biết. Mà nó không có trước, nó chưa sinh, nó chưa có trước, chưa có gì thì là cái bây giờ. Mà bây giờ nó ở đâu? Thì mình phải ứng dụng rằng cái nghe, cái thấy. Mình nghe một tiếng động ngoài, mình nghe một cái gì đó rồi mình thấy. Bây giờ trước hết đó, thì chúng ta thấy cái đó là nó không có niệm. Nếu có niệm thì chúng ta làm sao chúng ta nghe được? Và kế đó là chúng ta biết rõ là không có vọng. Nếu có vọng thì làm sao? Có vọng thì có niệm. Mà có vọng thì chúng ta nghĩ lung tung hay là này kia. Thì làm sao mà chúng ta tri vọng để làm gì? Nó không có vọng, không có niệm, không có vọng, không có cái đã biết, không có cái đang biết, không có cái sẽ biết. Chúng ta cứ suy nghĩ chừng một câu đó thôi, thì chúng ta không cần đọc thêm nữa, thì chúng ta cũng biết là ông già này ông nói cái gì, ông Bankei này ông nói cái gì. Ông cũng đâu mất, ông cũng chả nói cái gì. Nhưng mà chúng ta không an trú được ở trong cái bây giờ. Cái đó cũng không phải là cái bây giờ. Bởi vì nó có từ đời nào kiếp nào. Bởi vì chúng ta ngủ mấy giấc dậy nó cũng vậy. Chúng ta đầu thai mấy giấc rồi cũng cái đó thôi. Cho nên mà ra nó mình đi tìm kiếm là tìm kiếm lại cái ban đầu của mình tìm kiếm. Dòm nữa gì đó con đó. gì? Cho nên thầy nói thầy thấy cũng như ổng nói, bây giờ ai nói đâu. Ổng nói, bây giờ mình đọc cuốn sách này mình nói ổng nói, nhưng mà cuốn sách này nó đâu có biết nói đâu, nó chỉ là cái những cái ký hiệu, những cái mẫu từ, những cái chữ thôi, rồi mình học cái đó rồi mình nói lên đó. Cho nên ổng đâu có nói đâu. Mà rồi mình cũng vậy đó. Thật sự mình đọc cái này rồi tự nhiên mình phát âm lên A, B, C gì đó, là với cái ký hiệu đó mình biết rồi. Cho nên cuối cùng mình dẹp hết. Thì tự nhiên mình không có chuyện gì để nói cả, mà mình cũng không có chuyện gì để biết hết cả. Cho nên đây là một cái điều rất là lạ, rất là kỳ. Cho nên thầy cứ nhớ cái chuyện nồi kê chưa chín. Cô Nguyễn Công Trứ đó bị mấy bữa rày thầy ăn kê. Mà bữa nay Kim Thành đã mua cả chục gói bê, gói kê gì kỳ. Có kê kêu bằng vừa tỉnh giấc, nồi kê chưa chín. Những cái câu đó là của ông già Nguyễn Công Trứ. Nó sủa gì vậy? Nó sủa hai trái nhỏ đó. Cho nên ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao. 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín. Nồi kê là cái hột nhỏ hồi nãy mua đó. Mà bây giờ nồi kê không cần chín. Thầy thấy nếu mà mình thấy cái hột đó mà mình không biết cái gì cả, không phải không biết cái gì cả, mà không có tên mà mình không phải quen, phải nhớ. Nhưng mà ngay nơi đó mình nhìn chỉ là nhìn thôi, cũng như mình nhìn một sự vật chỉ là nhìn thôi, đừng có để trong lòng nó gợn ra một cái gì cả. Nếu nó gợn ra một chút xíu gì mình biết, mình có thể kèm lại. Khi mình muốn nói cái này là cái gì đó, cái tên mình biết rồi, thì mình yên lặng kèm để mình có thể ngó sững. Nó không có tên thì ngay cái chỗ đó là cái chỗ mình biết nó đúng. Và từ cái chỗ đó, cái chỗ mà mình chưa đọc, chưa nói, chưa nghe, chưa hay, chưa biết đó, cái vô niệm đó, tức là cái bất sinh. Cái tác dụng của bất sinh là nó nghe được cái tiếng chim như ông nói đó. Đó là cái chỗ tác dụng kỳ diệu của tâm Phật bất sinh. Cho nên thầy tin là ông già này ông nói thật. Bởi vì thầy tin sao? Bởi vì thầy cũng thực hiện, thầy cũng thấy được như vậy đó. Bởi vì lúc đó có hàng ngàn thiền sư, có hàng trăm ngàn nghĩa là người học đạo, nhưng mà cuối cùng họ đều chấp nhận. Cho đến bây giờ thế kỷ 20 họ cũng vẫn chấp nhận. Tất cả học giả từ Biển Đông Phương hay Tây Phương họ cũng chấp nhận. Bởi vì trong cái linh tính họ biết điều đó là phải, dù người đã ngộ hay người chưa ngộ. Thì ông Bankei nói đúng. Bởi vì ngoài cái đó lấy cái gì mà mình nghe. Bây giờ mình đương nói chuyện đây, mà mình vẫn cái tai mình tự nhiên mình ở đây, nhưng mà nó vẫn nghe cái tiếng con chó hay là con dế hay là con gì đó nó mới kêu này kia. Cho nên nó tác động tự nhiên là do cái sự kỳ diệu của tâm bất sinh đó mà nó nghe. Thì mình cũng có thể gọi là chính tâm đó nó nghe. chứ không có gì cả. Bởi vì nó nghe mà nó không có tiếng, không có vọng. Cho nên với với cái bất sinh này, mọi sự đều được thu xếp một cách hoàn toàn ổn thỏa. Thu xếp cái gì? Nó không thu xếp gì, tự nhiên ổn thỏa, không có chuyện gì cả. Ở trong đó không sanh niệm. Nó gần như mình nói thì cái rất khó hiểu, không thấy, không nghe, không hay, không biết. Mà nó đồng với thấy, nghe, hay, biết. Bởi vì nó không có niệm gì cả. Bằng chứng là điều này trong lúc tất cả quý vị đang lắng nghe tôi nói, mà ngoài kia có tiếng quạ kêu, tiếng chim sẻ, vân vân, tiếng gió xào xạc. Bây giờ nó cũng như vậy thôi. Mặc dù không có tình phân biệt, những âm thanh ấy quý vị vẫn nhận ra và phân biệt được từng tiếng chim quạ, tiếng chim sẻ, tiếng gió xào xạc. Quý vị nghe mà không lẫn lộn. Đấy gọi là nghe với bất sinh. Là nghe với bất sinh, với cái bất sinh, tất cả mọi sự được thu xếp hoàn toàn ổn thỏa. Cũng y như vậy, đấy là bằng chứng thực sự về cái bất sinh. Hãy nhận ra một cách dứt khoát rằng cái không sinh và đang chiếu sáng kỳ diệu ấy đích thực là tâm thật. Đó, chúng ta hãy nhận đi. Bây giờ có nghe đi nghe lại 1000 lần nó cũng vậy thôi. Đó là tâm Phật bất sinh. Hãy nhận ra vậy thì chúng ta biết là chúng ta đã hiểu hay không hiểu. Đó. Rồi mình tự sáng kiến ra nữa. Ví dụ bây giờ cái gì mà làm cho đầu mình lai lắc, cái gì mà mình ngồi đây, cái gì mình đứng lên như vậy kia, mình thấy thật sự mình vô niệm, chưa có ý nghĩ mình đã làm được. Nhất là bây giờ mình không ý nghĩ vậy cả, mình vẫn đưa tay, đưa chân, mình vẫn làm bất cứ cái gì. Đó. Bây giờ mình bắt buộc mình phải nói ở đây là cái không, hay là cái gì đó, thật sự mình nói gượng chứ nó đâu có không, có gì đâu. Cái gì mà nó đưa vậy, cái gì mà nó nắm, nó mở, cái gì mà nó hiện đủ cái thứ tướng sẵn. Cho nên chính cái đó không phải là cái này, không phải là cái tướng này, mà cũng không phải là cái không, mà chúng ta thấy một cái gì đó nó rất kỳ dị. Đó là chính là tâm Phật, đó là chính là tâm bất sinh. Bởi vì nó không sinh cho nên nó cũng đâu có diệt. Bây giờ mình có xài hoài nó cũng vậy thôi. Cho nên khi mà mình tận cùng mình không có gì hết thì cái đó nó sẽ tự rõ ràng hơn, tự lớn dần và nó trong suốt. Và nếu mình mang một cái thân mà hoàn toàn không có niệm tưởng, không có nghiệp, không có bất gì thì cái đó nó nổi lên một cái thần lực, một cái tính chất chói sáng kỳ diệu lắm. Đó. Cho nên hãy tin cái đó, hãy thấy cái đó. Đó. Cho nên nó mình không cần nói tính nghe, tính biết, tính gì nữa, mà nó chính là cái bất sinh đó thôi. Chứ mình nói cái gì thì mình cũng xen bớt, nói chút, nó lạ lắm. Đúng không? Ân trú ngay trong tâm Phật bất sinh ấy thì từ đây cho đến mãi quý vị là một Đức Như Lai sống. Đó, ông này ông cũng cả gan là ông nói đó là một Đức Như Lai sống. Chúng ta hãy gẫm nghĩ, hãy yên lặng. Cái câu nói để chỉ cho cái mà chúng ta mới thấy đó, cái bất sinh đó. Trong khi mình học, mình nói vậy đó, thì mấy con chó nó cứ nó sủa, để nó chứng minh rằng mình vẫn học, mình vẫn nói, mà mình vẫn nghe. Nó chứng minh, biết đâu là ông kia ông biến thành, biến thành cái con chó đó nó sủa thì ông thuyết pháp cho mình. Đó. Có đứa nào nói trời thầy nói vậy nó vô lễ hay là tội nghiệp cho ổng, không lẽ ổng biến thành con chó. Biến bất cứ cái gì, một lúc nào đó chúng ta biến bất cứ gì, cũng giống như Đức Quan Tham có thể biến làm ma quỷ, biến làm thần thánh, biến làm con người, biến là làm một phàm phu, một người chèo đò chẳng hạn. Thì cái chuyện mình biến một con vật cũng đâu có gì đâu. Cho nên an trú ngay trong tâm Phật Bất Sinh ấy, thì từ đây cho đến mãi quý vị là một Đức Như Lai. Nhưng mà miếng mình đừng có xưng nha, đừng có xưng tôi là Như Lai. Nếu mình xưng là nó trật. Như Lai là trở lại cái thật, cái sự thật. Cái sự thật của như, của như nó, như thế, như là, của đang là. Đó. Trở lại, Lai là lại. Lại cái như vậy. Lại cái không tên, lại cái mà mình thấy như vậy, nghe như vậy, đúng như vậy. Mình ở trong cái đó, cho nên nó là vô hình. Chứ không phải là có một cái ông Như Lai thật. Ông nào cũng Như Lai được ở trong người, cho nên ông nói tôi thấy các vị đều là không có người nào chưa ngộ. Tức là cái ngộ nó đã có rồi. Mình chỉ thấy nó là nó ở đó, nó khơi vậy thôi. Thì cái tâm bất sinh này cũng vậy. Bây giờ nói là tâm bất sinh hay không phải bất sinh, tâm Phật hay không phải tâm Phật, nhưng mà cái đó nó có thật. Cái mà nghe con chó sủa là có thật rồi đó. Có phải không? Phải không Vĩnh? À, Vĩnh nói phải là phải. Ví dụ hỏi Vĩnh nó phải không? Thì Vĩnh nói phải. Vĩnh không cần nghĩ. Thì nó đâu có nghĩ đâu. Cho nên cái phải cái trái là nó chân lý nó như vậy đó. Cũng như bây giờ con chó bây giờ hỏi mày có sủa hay không sủa, nó cũng sủa. Nó như vậy. Nhưng mà cái nghe của mình vậy, mình nghe không nghe thì nó cũng nghe. Nhưng mà chính cái chỗ tóc, cái chỗ mà sinh khởi cái nguyên lý đó nó không có gì cả. Nó không từ đâu nó đến, mà nó cũng không tiêu diệt. Nó có hoài hoài như vậy đó. Cho nên hãy bắt đầu nhận như vậy đi. Và ít như mình nếu mình sai cùng với một vị thiền sư thì cũng nên. Ví dụ mình có xuống địa ngục một lượt với mấy ông già như ông Bankei rồi đó thì cũng được. Mà nếu ổng mà xuống địa ngục thì tất cả người nghe của ổng sai lầm cũng xuống địa ngục hết. Cả những cái khóa mà ổng nhập thất đó, họ còn đương nghe, đương muốn biết, đương muốn nhận cái đó. Mà từ cái mấy thế kỷ đã qua rồi, mấy trăm năm đã qua rồi, biết bao nhiêu người, hàng triệu người đã nghe cái này rồi. Họ tin đó. Đó. Cho nên chúng ta đừng có thêm cái bớt gì nữa. Đó là vậy thôi. Cho nên mấy con thật sự đã có cái ngộ rồi. Chứ không phải ngộ đạo gì, đã có đó rồi. Bây giờ mình thấy đó. Cho nên đâu cần ngộ đâu. Đâu cần ngộ gì nữa. Đó. Cho nên cái chỗ bất sinh nó đã có thật. Mình cố gắng, mình nhồi đi nhồi lại đó, con chó sủa hoài đó. Nó là hay lắm á chứ. Bây giờ mình đưa gái rồi. Đó, nó làm cho mình phải nhớ nó, phải thấy nó. Mình đâu có muốn nó sủa, đâu có nghe nó sủa, đâu có cần gì đó. Mà mình cũng không nghe. Mình đương nói chuyện đây mà mình cũng vẫn rõ ràng hiểu cái này. Nhưng mà mình vẫn nghe đó. Cho nên nó cái đó là biết đâu cái hồn của ông cái ông điểm đạo cho mình bằng cách đó đó. Cho nên nói vì khi đã nhận ra một cách rốt ráo thì từ nay trở đi quý vị sẽ luôn an trú trong tâm Phật. Đó. Thì từ nay trở đi chúng ta sẽ an trú. Bữa trước Thầy có nói là khi mà biết chữ thường trú rồi thì chúng ta hãy an trú. Đó. Phải an trú. Chứ thường trú mà chúng ta không an trú thì chúng ta quên đi. Nên trường phái của tôi mệnh danh là trường phái Phật Tâm. Thầy, giống như thằng này tự nhiên nó quánh cái đầu, tự nhiên tụi con một cười mà cũng đâu có nghĩ vậy đâu. Nó buồn ngủ tự đập cái đầu nó cũng ngồi, tự nhiên nó cười. Nó đập đầu nó hả? Ngồi mình cười mà nó hiểu gì mà cũng cứu về này nó. Hay vậy ha. Nhưng mà thực sự cười nó cũng có nguyên nhân. Nó không cười không được. Đó. Mấy còn xúc xúc bây giờ. Ôi, cái bà già đó, bà đâu mất hả? Mày mới về rồi hả? Bà già Khú Đế dưới kia là bà về rồi. Bây giờ bà không nói Thầy hả? Về làm răng đó nhớ không? Hả? Không, bà chưa nói Thầy đó nghe. Đó, nói Thầy rồi, nói Thầy của cô con. Nói Thầy về làm răng. Đây nè. Trong khi đang lắng nghe tôi nói, quý vị vẫn không lầm lẫn tiếng chim sẻ với tiếng kêu. Có lẽ là ông nói đó là lúc buổi sáng. Đúng à. Còn mình nghe là mình đổi tiếng chim thành tiếng chó. Chim với chó cũng vậy à. Cho nên tiếng chim sẻ vẫn và tiếng quạ kêu bên ngoài không lầm lẫn tiếng chuông với tiếng trống. Mình nghe mình không phân biệt, mình cũng không lầm lẫn. Cái không lầm lẫn này nó tinh tế đến nỗi mình không phân biệt, không biết, mình cũng nói cái biết, nhưng mà thật sự trong đó không cần cái biết, nó cũng không lầm lẫn cái này với cái kia. Cũng như bây giờ hai vật đưa lên này, mình cũng không lầm lẫn, mình không nói cái này là cái gì, cái này là cái gì, nhưng mà mình vẫn không lầm lẫn. Cái chuyện nó lạ bởi vì cái thấy mình. Nhưng mà mình nói ra thì mình mới nói cái này lớn, cái này nhỏ, cái này tròn, cái này dài. Khi mình nói nhưng mà mình chưa nói, chưa nghĩ về mình cũng không làm lặng. Nó có cái vậy đó. Cho nên cái chỗ tinh tế của tâm mình nó còn rõ ràng hơn cái mà mình biết, hơn là cái mà mình học. Mà ai cũng biết ấy cả. Người chưa học, chưa nói họ cũng biết. Nhưng mà họ không biết về cái biết, thành họ không nói ra được. Chứ còn cái biết họ có, nhưng mà họ không nói về cái biết. Họ không biết cách nói để về cái biết. Chứ họ không phải là không biết. Dĩ nhiên là họ biết. Đó. Sao Kim Thành đứng vậy? Dạ, thì đứng vậy. Cho nên thấy không? Đứng dậy nó cũng là tâm Phật bất sinh nữa. Cho nên nó đâu cần ngồi đâu. Ngồi hay đứng gì cũng vậy thôi. Nó không soi. Đó, không lầm lẫn tiếng chuông với tiếng trống, tiếng đàn ông với tiếng phụ nữ, tiếng người lớn với tiếng trẻ con. Quý vị nhận ra và phân biệt rõ ràng từng thứ tiếng. Quý vị nghe không lẫn lộn chút nào. Đây chính là cái diệu dụng linh động chiếu sáng của bất sinh. Đó. Đó chúng ta thấy không? Đây chính là cái diệu dụng chiếu sáng của bất sinh. Đó không là gì khác mà chính là Phật tâm bất sinh. Đó, cái chiếu sáng bất sinh đó là Phật tâm bất sinh, tức là tâm của Phật bất sinh. Chúng ta hãy nói thường, chúng ta nói Phật bất sinh, Chứ chúng ta đừng nói ông Phật bất sinh thì không trúng. Cho nên nó là bằng chứng xác thực về bản chất chiếu sáng vi diệu của tâm. Đó, Phật hay tâm hay là bất sinh nó cũng là một. Bởi vì chỉ vào cái không tên mà nó có sự ứng dụng toàn diện với bất cứ cái gì. Đó. Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy nói chỉ vào đây hay chỉ vào đây. Thầy nói ra thì, nhưng mà trước khi thầy nói thầy cũng biết làm vậy, thầy cũng biết ở đâu hết cả. Cho mình thấy cái biết mình nó đi trước cái biết, cái mà mình muốn nói, mình muốn diễn dịch. Nó biết, nó trước cả ý nghĩ nữa, nó có một cái kỳ diệu. Thật sự nó trước cả ý nghĩ nữa, nó biết hết đó. Từ cái biết trước ý nghĩ nó mới sanh ra cái biết của ý nghĩ. Cái biết nó của ý nghĩ nó mới nghĩ. Cái nghĩ nó mới sinh ra một dòng để mà suy tư, để mà tính toán. Mà cái tính toán rồi nó cảm thấy nó biết. Cái biết sau này là cảng cáo thôi. Là cái tính chất biết của cái... Nghĩa là gọi là cám trấu thôi, chứ nó không phải thật. Còn cái biết đầu tiên bởi là cái biết nguyên lý của nó. Cho nên nó lẫn lộn. Cho nên thật sự chúng ta nghe cái này không phải là chúng ta để nghe, mà chúng ta để thực hiện. Nghe để mà thực tập. Mà thực tập thì chúng ta để thấy. Cho nên gọi là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà nghe. Mà thấy rồi thì tự nhiên cái tâm của chúng ta nó thay đổi. Nó trở thành bất sinh. Nó bất sinh mình đừng có nghĩ là nó không sinh cái gì hết cả. Nếu nó không sinh cái gì hết cả thì nó là bất không sinh. Thì nó có cái không sinh của người đời. Thì cái không sinh đâu có phải là cái bất sinh. Cho nên cái tâm bất sinh là một cái tâm nó chưa từng sinh, chưa từng diệt. Còn cái không sinh đó là trước đó nó có cái có sinh hay là không sinh này kia. Cho nên cái chữ bất sinh đó cũng rất là hay. Cho nên ở trong kinh Nguyên Thủy hay là cái kinh mà cũng như là dịch từ xưa nay thì có cái danh từ là vô sanh, tức là không sanh, không sinh tức là không sanh, vô sanh pháp nhẫn. Thật sự cái này là nó đến cái gọi là bát địa, nó là không sanh, tới đó nó không còn sanh nữa. Còn nếu mà một người mà ngộ thật sự nó cũng ngon với cái đó, tuy là phẩm chất kha hành kiếm mình phải lần mình đi đến cái ăn khớp cái chỗ đó, chứ thật sự nó cũng ngon vậy thôi. Nhưng mà mình khó tin là bởi vì mình cứ nghĩ thần thông vĩ đại của các Bồ Tát, các Phật đó. Mình cứ nghĩ cái tướng mà mình so sánh thì làm sao được. Cho nên hồi xưa những vị mà người ta nghe Phật, người ta ngộ, rồi người ta có thể phát huy thần thông luôn. Là bởi vì trước đó giới định tuệ người ta đã đầy đủ. Và tất cả mọi cái người ta hoàn hảo hết rồi. Rồi bây giờ người ta nghe rồi thì tự nhiên người ta vùng lên rồi. Còn bây giờ mình nghe rồi nhưng mà mình sẽ ổn định, mình thay đổi, mình nó hoàn hảo hơn. Hoặc là trong cái không phải là mình phải làm lại cái gì cả, nhưng mà khi mình nghe rồi mình làm cho cái nghe đó nó càng lúc càng rõ ràng, càng mãnh liệt, càng sâu sắc, càng an nhiên tự tại đó, thì thật sự tất cả những cái kia nó cũng hoàn hảo. Thì tất cả nhân cách kia nó cũng trở thành, nghĩa là trở thành những cái đặc tính thực. Và cái lòng từ nó cũng sẽ phát sinh và tuệ giác nó sẽ chói sáng. Đó. Chứ không có gì. Rồi nó qua hết tất cả. Đó. Cho nên đó là một cái tính chất. Cho nên mình nghe những cái này á, thì có thể là mình nghe. Nghe là mình nghe cái thực tướng, thực chứng. Còn cái văn này nói tức là chỉ diễn dịch cái thực chứng. Thực chứng của ổng chứng minh. Ổng chứng minh rằng tất cả mọi người đều có tâm thật. Mọi người đều có cái tâm đã giác ngộ, chứ không phải là chưa giác ngộ. Bởi vì đã giác ngộ nhưng mà mình chạm tới đó mình thấy nó thì cũng như mình đã có cái gì trong túi mình rồi. Mình có mấy đồng bạc trong túi, mình có cục vàng trong túi hay có gì trong túi rồi. Nhưng mà mình không thấy, một người khác họ nói đã có căn không có ai nghèo, có căn đều có của cải. Mình không biết ở đâu, mình chưa thấy. Y như Đức Phật nói là ông trưởng giả đó, nói là cái người cùng tử đó, nhớ không? Nhớ chữ cùng tử trong Kinh Pháp Hoa đó. Cùng tử, mình có cái châu báu mà mình để trong nếp báu, mình loan thân, đối khớt xi nhan. Tức là mình có viên kim cương chẳng hạn. Đó. Bây giờ mình có một viên kim cương, nó chỉ bằng một hột nút vậy thôi, thì mình cũng giàu có rồi. Mình có một viên kim cương mà nó chỉ bằng một cái đầu ngón tay vậy thôi, thì mình giàu biết bao nhiêu. Đó. Cho nên do như vậy thấy không? Mình có cái tâm bất sinh, chứ không phải là mình làm cho nó bất sinh, nó đã có sẵn. Đó. Cho nên cái này là cái không cần vượt qua bất cứ thời gian hay là tu tập cái gì đó, bởi vì con người bóng lai nó đã như vậy rồi, nó thấy như vậy rồi. Mà thấy như vậy tức là tất cả cái kia mình đã phủ nhận, nó không có tội lỗi hay là bất cứ gì, nó cũng không có cả. Không phải là không có, nhưng mà mình không thấy điều đó, không còn điều đó trong tâm nữa. Lần lần vậy đó. Cũng như bây giờ mình ăn rồi, ăn hoài, nhưng mà khi mà mình hết lòng tham rồi ăn, nó chỉ biết cảm giác thôi, rồi thôi. Có không có cũng được. Cho nên thực sự thầy thấy thầy tự nhiên thầy cũng thay đổi nhiều lắm. Có nhiều khi thầy cũng không thể nghĩ cái gì được cả, có lúc cũng không tính toán gì cả. Cho nên thầy đi đâu đó, có hồi thầy hay bọc mấy đồng bạc gì trong túi đó, rồi có khi gặp chuyện gì cái thầy đưa đúng không? Thầy về thầy đếm lại đâu mất hay mấy đồng bạc, phải không Thành? Phải không? Như nãy thầy đi xuống đó, thầy bọc mười mấy triệu về đâu mất hết. Có mấy triệu chứ đâu mười mấy. Không, thầy còn ít. Nhưng mà thầy biết sao thầy đưa người ta dễ dàng. Thật sự thầy đưa có lý do, nhưng mà thật sự thầy không có nghĩ, mình biết vậy thì vậy. Đó. Thì ví dụ như con chó thì con Liên nó mua con trăm mấy thôi, nhưng mà thầy đưa nó 500, hai con 1 triệu, cho thêm 500. Rồi mua cái xe, mua cái máy gì đó, 3 triệu. 4 triệu nữa, vừa đúng số tiền luôn. Số tiền của ảnh chi. Rồi. Xe 2 triệu máy, mua cưa hết 3 triệu là 4 triệu rưỡi. Không, nhưng mà thật sự thì nó có lý do mình cũng để nói, nhưng mà có điều thầy thấy thầy cũng dễ dãi lắm chứ không phải. Nhưng mà không phải là lần đó, nhiều lần khóc nữa. Không có lần nào thầy đi mà thầy mới... Thầy rất là dễ dãi. Cũng như bữa hôm thầy đi mua đồ đó là về lầm. Thầy suy nghĩ kỹ, thầy biết chắc mình lầm. Nhưng mà thầy thấy cũng sao, để người ta nghĩa là mừng chút. Bởi vì bữa trước đó là không lầm. Nhưng mà bữa sau mua cái đó là lầm. Bởi vì thầy về thầy coi kỹ nó y như cái nhà. Nó có chừng... Thật sự nó có chừng 1 triệu mấy 2 triệu gì đâu. Nhưng mà phải đưa tới 7 triệu 8 triệu gì đó. Đó. Cho nên thầy biết hết. Nhưng mà thật sự thầy không có tiếc, không có gì cả. Thầy biết nó cũng đâu phải dính dấp gì đó thầy đâu. Nó đâu phải của thầy đâu. Đó, cái chuyện nó rất lạ nha. Bởi vì mình nói ra giống như mình rộng rãi. Nhưng mà thật sự trước cái rộng rãi nó có một cái gì đã tháo gỡ rồi. Mình mới rộng rãi được. Chứ không phải là tự mình muốn rộng rãi rồi mình không thấy, nhưng mà tự nhiên mình thấy sao thôi dễ vậy. Mình không phải là dư giả gì, nhưng mà ai hỏi cái gì cái mình thấy mình không có tính toán. Bây giờ mình rất khó tính toán, rất khó, cho tất cả mọi việc nó rất là dễ dàng. Đời sống như vậy đó. Cho nên tất cả mọi cái khi mà mình hiểu được cái gì đó thì thực sự cái hiểu đó nó làm cho thay đổi tất cả đời sống, từ những cái mà một cái tầm thường nhất, cái gì mà kỳ cục nhất, tầm thường nhất, nghĩa là thông dụng nhất, cho đến cái gì kỳ diệu nhất, nó đều nó đều mất hết, nó đều thay đổi. Cho nên con người thật của mình nó đâu mất rồi, nó tàn hình, mình tìm lại không được. Mà ở trong cái bất sinh đó, nó tự thể hiện ra tất cả mọi sự. Nhưng mà nó rất phù hợp với cái sự tu tập đi lên, với cái đạo hạnh, với cái từ bi hỷ xả, với cái tất cả mọi việc. Chứ nó không đi ngược lại. Thì mình biết là nó đúng. Nó. Cũng như ví dụ bây giờ thầy mệt hay là thầy đau đớn gì đó, thì thầy thấy thực sự thầy thấy cảm giác. Hồi sau này thầy chỉ thấy cảm giác thôi, chứ không bao giờ thầy nghĩ là nói thì mình phải nói là tôi mệt quá hay thầy mệt quá, chứ mà luôn luôn thầy thấy cảm giác không. Bởi vì khi mình thấy cảm giác là gì? Ở trong cái tánh biết đó, lúc đó là mình không có cái tôi. Mình thấy cái, khi mà thấy cảm giác đó thì chẳng những đứng về cái vấn đề mình không có khổ, nhưng mà thật sự mình không có thấy những cái khác hơn. Vì thế nó chỉ cảm giác thôi, chứ mình không thấy là đó là con người hay là thấy cái gì hết cả. Cho nên do như vậy trong kinh nói là mình không phải ở chỗ đó. Bởi vì sao? Cảm giác đâu phải là mình đâu. Cũng như mình nắm cái tay hay là mở cái tay, thật sự là cũng không phải là mình. Vì thế cho nên muốn nắm thì nắm, chứ muốn mở. Bây giờ mình nói rằng mình muốn nắm tay mình mở tay thì sao? Mình muốn mở tay thì mình nắm tay, mình muốn nắm tay thì mình mở tay. Nó đâu có nghe mình, mà mình đâu có nghe nó, mình đâu không sử dụng nó. Mình biết mở ra, mình biết nắm lại, mình biết mở ra, mình đi ngược lại cũng được. Cho mình biết vẽ vuông thì nó vẽ tròn, mình biết vẽ tròn nó vẽ vuông. Mình nói tròn đi, nó cũng vẽ vuông được này. Đó. Mình nói vẽ vuông đi, nó cũng tròn. Cho nên tròn hay vuông nó có một cái tính chất tự biết nó. Nó nói tôi biết tôi tự chủ, không cần anh nữa. Không cần anh sai bảo đâu. Bây giờ tôi là Phật. Cho nên nó là Phật chứ đâu phải mình Phật đâu. Mình cũng không phải Phật nữa mà nó thực sự. Bởi vì mình thấy đó, mình thấy nó tự tại quá thì mình nói nó là Phật, chứ nó cũng đâu nói nó là Phật. Còn mình cũng biết mình nói trật, mình nói giả dối, thì cho nên tất cả quề, tất cả sạc ra đó. Cho nên đời sống này nó giống như một trò chơi, một trò gọi là hí lộng quỷ thần, nó không có cái gì cả. Cho nên nó rất kỳ diệu chứ không phải là mình bài đặt ra đâu. Cho nên thầy thấy cái này đây, nếu mình đứng đắn một chút, mình nghiêm túc một chút, thì ngay khi mình ngồi mình nghe một bài pháp này là có thể. Mình không cần nghe cái suốt đời nó, mình dính vào cái chỗ đó, biết là mình sẽ sử dụng chỗ đó. Mình ở trong cái điều đó. Đừng có trở lại này kia. Cho nên nhiều khi thầy, ví dụ như thầy há nóng, thì thầy biết thầy đang đó, thầy nói làm sao đâu. Tôi đâu dính dấp gì đó. Nó là phản ứng cái kiểu của nó vậy đó. Cái model của nó là vậy đó. Nó vậy đó. Nó tự vậy đó. Nhưng mà thật sự rồi nó cũng không bền. Nó cũng chán. Chứ thật sự nó. Cho nên cái đó nó không phải là nghiệp thật. Thầy biết không? Nghiệp thật. Nó là lực phản ứng. Một sự quen thuộc nào đó có thật. Nhưng mà cái sự quen thuộc đó khi mà mình không có mặt, mình không chấp nhận, nó cũng không diễn lâu dài được. Bởi vì không có khán giả, không có ai coi, không có ai vỗ tay cả. Cho nên cái sự thật nó là vậy đó. Thầy ơi, như vậy mà giác ngộ mà bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn con mà nổi cơn, con là quýnh lộn đã luôn. Thầy muốn quýnh lộn thì quýnh lộn đâu. Nhưng mà thật sự thầy biết là chắc chắn nó không bền. Mình rồi thật sự nó. Bởi vì cái đó nó không có đánh lộn, nó không có cái đó. Nó chỉ phản ứng một cái gì đó thôi. Tại vì với tính chất là mình nói sân rồi không kiềm chế, mình phát ra đối với đối phương. Thế là ai mà phát ra với con quýnh lộn mình. Không phải. Con không chịu đựng được. Bởi vì cái đó, bởi vì nó vô nhân, nó vô chủ, cho nên thực sự nó không có đầu, không có cái dẫn đạo, nó không có chỉ huy. Thành thật sự nó đầu voi đuôi chuột, nó đánh hồi rồi tự nhiên nằm ngủ mất. Cũng như Tina vậy đó, nó gì nó nói tùm lum cái nó nằm ngủ mất. Thôi khơi màu ra, mình tự khơi màu ra xong bị ra quýnh nằm bẹp luôn. Tại vì mình không có lâu bền cái sân đó, người ta đóng người ta Nhưng mà thật sự trong đó nó không phải là cái gì cứng nhắc nhất định, cho nên nó làm được mà nó không làm cũng được, mà nó không làm được nó làm cũng được, nhưng mà cuối cùng thì nó trống rỗng, nó không có khả năng nữa. Rốt cuộc nó sẽ không có khả năng nữa. Cũng như cái sự sống, cái sự tồn tại trong đời này, nó lỡ trong cái xác thân này, cái xác thân này cùng với nó hợp tác, nó quen thuộc như thế. Nhưng mà sau cái xác thân này thì thực sự bắt đầu cái bọt nó đã tan thành khói rồi. Bây giờ tuy là nói cái bọt, nhưng mà cái bọt nó vẫn còn hình và cái chất nước đó nó vẫn còn nhiều. Nhưng mà đến khi cái bọt này nó nổ lên rồi, nó vỡ lên rồi thì cái chất nước nó tan loãng và nó bốc hơi càng dễ dàng. Mọi cái nó sẽ biến đổi chứ nó không phải là vậy. Cho nên nó biến đổi đến lúc nào, bởi vì nó cũng như giống như là khi mà ông vua ông chết rồi mà chưa có vua khác hay này kia thì đất nước nó loạn, nhưng mà loạn một lúc rồi thì nó cũng thể loạn hoài. Rồi sau đó nó trở thành cũng như chán nản. Nó ăn cắp hết của những người có hay là người có, nó đầy đủ hết rồi thì tự nhiên nó mãn nguyện rồi tất cả mọi cái nó trở thành như vậy. Bởi vì nó không có cái nghiệp chính. Bởi vì nghiệp chính nó đã mất rồi thì bây giờ cái không đó nó không thể tạo thêm cái nghiệp nữa. Cũng như mũi tên nó bắn cho đã lên thấy không, khi nó rớt rồi nó nằm im rồi thôi. Nó như vậy cho nên đừng có sợ chuyện đó. Không, nó không có thể bền được. Cho nên ví dụ mình nói cái điều đó là mình nhớ lại điều đó mình nói. Nhưng mà hiện tại thì đó là cái sự nhớ lại chứ nó không có thật. Mà mình biết cái sự nhớ lại là cái chuyện đã qua. Hả? Nói đi cho nó chứ còn trong khoảng không này làm gì? Ủa tự nhiên thầy trả lời rồi ai đang nói? Nói thì thầy trả lời chứ. Đừng có giỡn ở trong này có người nghe. Không có tầm bậy này là thiệt không á? Thì cứ nói thiệt đi. Thầy biết sao không thầy, như mỗi lần mà thầy la con á, cái con thấy cái bực bội của con á, nhưng mà con thấy nó luôn, nhưng mà sao nó lại nó không có tan được. Và con phải giống như con đi một vòng ở đâu đó cây cối hay gì á, một cái làn gió vậy nó mát cái thân con, cái tự nhiên cái nó mới tan được. Nó không có chuyện gì. Còn tự nhiên ngay lúc đó kêu không có chuyện gì sao không được, mà không biết con thấy nhưng mà sao nó vẫn vậy. Nhưng mà cái đó là cái nguyên nhân nó kết cấu như thế nào á, thầy giảng cho con cái đó. Ví dụ như bây giờ nè, ví dụ mình nói tâm bất sinh thì mình phải thấy liền cái bất sinh này là cái gì. Mình phải thấy cái tâm Phật này là cái gì. Thì thật sự mình khi mình thấy cái này rồi thì mình biết. Khi mình thấy cái đó tức là mình cũng thấy mình đang diễn dịch một cái gì. Tức là mình đang diễn dịch chứ mình không có cái đó, mà diễn dịch là sự nhớ lại. Mà trong sự nhớ lại là mình biết cái đó nó đã không còn nữa. Hoặc là mình nghĩ rằng nó có thể trở đi trở lại hay gì đó. Thì cái chuyện đó là mình nghĩ. Đó. Chứ còn nhưng mà mình biết một cái là tự nhiên bây giờ nó không có chuyện gì thì mình mới nghĩ trở lại. Chứ nếu mình đã có cái chuyện gì thì bây giờ mình nghĩ cũng không ra. Bởi vì mình không có chuyện gì cho nên mình muốn nghĩ lung tung. Mà cái gì nặng thì mình nghĩ, cái gì mình nhớ lâu thì mình nghĩ. Chứ còn bởi vì nó ở trong cái không nó mới có thể nghĩ cái này cái kia được. Chứ bây giờ giả tỷ như bây giờ, nhưng mà Kim Thành nói đó, mà giả tỷ có một cái gì bận rộn, nó ồn ào ở trong phòng hay cái gì đó, thì thực sự mình cũng không thể nói được. Đó. Cho nên nó là một cái tự không mà nó sanh có. Bây giờ Tina nó la ôm sòm ở trong thì Kim Thành tự nhiên quay mất. Hoặc là nó nằm nó lan nó té cái đùng thì Kim Thành cũng quay mất, không biết mình nói cái gì. Cho nên trong cái đó, cái mà mình nói đó nó từ cái chưa nói. Nhưng mà mình không nhận rằng cái chưa nói đó nó mới có thật. Còn cái nói này thì nó là vô thường. Mà cái vô thường tức là cái thức. cái nhớ lại hay là cái diễn dịch, cái tướng rận nó còn đó, nhưng mà nó không bền, bởi vì mình cố nghĩ, có khi mình nghĩ cũng sai lầm, có khi mình nhớ nửa này nửa kia, rồi mình lập thêm, mình đặt thêm câu hỏi, câu nói để mình nói, chứ nó không có thật. Chính cái không có thật đó mình mới nói ra được, mà mình khi mình nói ra rồi mình bứ thêm bứ bớt được. Rồi ví dụ như thầy nói cái gì thì cũng có thể cãi lại, mình bứ nghĩ ra cái để cãi lại. Nhưng mà trước khi mình nghĩ nó có cái không nghĩ thì mình mới nghĩ được. Chứ còn nếu nó chặt cứng ở trong đầu thì mình đâu nghĩ được đâu. Cho nên mình biết cái không là cái thật. Mà cái không đó là cái chưa sinh. Cái không đó là cái vô niệm. Nếu mình không nhận cái thật của mình thì mình tin vào cái sự sanh khởi này thì nó sẽ sanh khởi hoài. Rồi mình cố nghĩ ra những cái gì để chứng minh, để có lý thì nó sẽ sanh khởi hoài. Đó. Cho nên cái điều nguy hiểm, cho nên hãy tin cái tâm Phật hơn là mình tin cái tâm ma quỷ. Mình có tâm ma quỷ nhưng mà cái ma quỷ nó đến rồi nó đi. Còn tâm Phật lúc nào nó cũng có đó. Đó. Cũng như cái vai nghệ sĩ, người ta đóng vai nghệ sĩ nhưng mà cái chất nghệ sĩ là có thật. Bởi vì sao? Bởi vì người ta trong vai nghệ sĩ người ta đóng ông thằng lính, nhưng mà rồi người ta có thể đóng ông vua, người ta đóng cái người đi ô xin đi ở, nhưng mà người ta có thể đóng bà chủ. Thì cái chân thật của một nghệ sĩ nó có khả năng như thế. Còn khi nó hình thành ra một cái vai nào đó mà nếu nó cố chấp đó thì nó sẽ sanh bản ngã và nó tự tin rằng tôi đóng cái vai đó hay, nhưng mà nó không biết rằng nó hay hơn nữa là nó có thể đóng được rất nhiều vai. Đó. Con người có thể ác được nhưng mà có thể thiện được, chứ không phải là không thiện được. Mà con người thiện được tức là có ác được. Vậy thì trước khi thiện và ác nó có một cái gì đó, nghĩa là nó có một cái tính chất để điều khiển cả thiện cả ác, mà cái điều khiển đó nó có quyền lực tuyệt đối. Tức là cái chưa sinh, mình phải thấy cái chưa sinh đó. Đã nói chưa thì làm sao thấy, nhưng mà thực sự có thể thấy được, nó thể cảm biết được. Cho nên thầy nói nếu không mình không có ý thì làm sao mình động đậy được. Nhưng mà bây giờ mình không có ý mình vẫn động đậy được. Ví dụ một lúc nào thầy có thể vừa theo pháp mà vừa đánh võ được. Bây giờ ít nhất là bây giờ ai có thể vặt tay với thầy. Thầy vừa vặt tay, cố gắng vặt tay, thầy vẫn nói thiếu pháp ở trong này được. Nó không dính ra bên cả. Vặt tay thầy cố gắng, thầy vặt tay. Thầy vặt tay nhưng mà thầy vẫn coi này, thầy vẫn nói này được. Là bởi vì cái trung tâm của nó có thể chi phối ra. Nó hỗ dụng được tất cả quan năng của mình. Đó. Cho nên cái đó là cái thật. Còn khi mình nói một cái mà mình dính một cái thì cái đó mình làm tê liệt hết tất cả những cái kỳ diệu của mình. Đó. Cho nên thầy thấy cái tâm bất sinh mình là có thật, Phật tánh mình là có thật. Và cái trí tuệ vô sư mình có Phật thật. Ông thầy của mình ở trong lòng mình cũng có được. Đó là những cái đó kỳ diệu lắm. Cho nên nếu mình có cái này thực sự mình giàu lớn. Mình sẽ, nghĩa là tất cả tam giới này mình muốn đi đâu cũng được ấy. Mình muốn sống sao cũng được ấy. Còn ngay hiện đời này kia mình muốn lấy cái này bỏ cái kia, mình muốn làm gì mình làm. Bởi vì nó không có đắm nhiễm. Bởi vì cái đó nó thật sự, còn cái mê muội thì nó chấp nhất cái này, mê nó quen chấp nhất cái này thì nó chấp nhất cái kia. Cho nên thầy ăn uống thầy chỉ nghe cảm giác thôi. Nhưng mà nó cũng quen một cái loại cảm giác nào đó. Nhưng mà đồng thời nó khi nó không có thì thật sự nó cũng chả có khổ. Nó chả. Trước kia thầy mượn cái pháp môn bất cần nữa để mà trấn áp mình cho nó. Nhưng mà sau này cũng bất cần nữa, nó không cần cái gì cả. Đó. Cho nên thầy cũng nếu mà nói về tư duy thầy cũng suy nghĩ tận cùng nữa. Thầy thấy hết cái đường suy nghĩ. Bởi vì thầy biết trước khi suy nghĩ mà nó sanh ra cái suy nghĩ. Trước khi có cảm giác mà nó sanh ra cảm giác. Trước khi có thọ ấm, có ngủ ấm, rồi nó mới sanh ra ngủ ấm. Đó. Cho nên Nếu mình không có trí tuệ thì mình không thể học trí thức được. Cũng nhờ cái trí tuệ đó nó mới có trí thức. Nhưng mà khi mình có trí thức, mình tưởng nó trí thức là cao nhất rồi. Nhưng mà trí thức nó chỉ là kiến thức thôi, giàu có về kiến thức thôi. Vì thế cho nên do như vậy mình hãy tin vào cái sự độc đáo của tâm bất sinh, của cái Phật tính này, của cái vô niệm này, của cái tánh biết nguyên thủy này. Mình tin này mình không tốn vậy, không mất công, không mất lo hết cả. Mình còn thể đốt được cái vô lượng kiếp, trong khi mình phải tu rất nhiều kiếp. Có thể là mình tu hằng hà sa kiếp, cuối cùng mình sẽ trở lại nhận cái này đó. Cho nên Ngài Hoàng Bá nói cái hiểu được cái này rồi, Ngài nói một cách khác. Nhưng mình nói hiểu cái này rồi mà gọn lọc ở trong tâm mình những cái lặng lẽ cho đến khi mà nó hoàn hảo, thì đây là cái tâm. Ổng không nói là bát địa, mà ổng nói còn cái đó là tâm của Phật, của thập địa. Nó ghê vậy đó. Mà Hoàng Bá là một vị đại thiền sư đã thực chứng rõ ràng như thế đó. Tất cả không ai là không công nhận đó. Nhưng mà thật sự Phật tánh nó là vậy, nhưng mà nó già hay là mỏng một chút thôi đó. Bởi vì sao? Bởi vì Thanh Văn không biết cái này. Bậc Thanh Văn chưa từng nói về cái này. Cũng như những phương pháp khác thì họ không có dạy về cái này. Cho nên chúng ta suy nghĩ kỹ. Nếu muốn đối chiếu thì mình cũng có thể đối chiếu qua tất cả cái đời sống, cái lịch sử hay là kinh tạng. Nó không có. Chứ không phải là mình ngã mạn mà nó bậy nó bạ đâu. Cũng như tại sao mà ví dụ như hồi trưa thầy đi ở dưới, thực sự không có ngủ trưa, hồi tối thì ngủ rất ít. Đi ở dưới đó, rồi cái công việc dưới đó, rồi trở về rồi đi trồng một cái mấy chục cái cây bông, rồi vô đó rồi cũng làm ăn, rồi ăn không được, không có cái gì ăn, cơm sống rồi này kia, rồi uống tí gì đó, rồi nó cũng mệt, nằm hít thở, rồi tập một vài cái thế yoga hay gì đó, 4-5 thế gì, cái rồi chạy ra đây ngồi đây. Nhưng mà khi nói trên cái này thì thầy thấy tất cả những cái đó nó không còn nữa, không có nữa, ngay cả mệt nhập đồ cũng không. Cho nên thầy rất phù hợp vào cái thật tướng của Pháp. Thầy không có mỏi mệt. Nhưng mà khi thầy đứng lên thì lát nữa thầy vô thì nó cũng mỏi, hoặc là nó cũng có thể ngủ sớm hơn đó. Nhưng mà trong khi mình triển khai như thế này thì chính mình ở trong cái chỗ đó, mình mới hoàn toàn gọi là tin tưởng được. Nó không mỏi mệt. Chưa bao giờ mà thầy nói Pháp mà thầy sanh ra buồn ngủ. Nó có thỉnh thoảng có mệt vì một cái lý do về sinh học, về vật lý rồi thì có, chứ nó không làm cho cái tánh mình mờ mịt được này kia dễ cả. Thầy vẫn có thể sáng suốt. Cho nên bữa thầy nói chuyện bên kia cũng vậy nữa. Bữa nào mà mình không ngủ trưa, mình mệt nhọc và thầy yếu, thầy bệnh, thì có khi thầy xối trên đầu một gói nước, nó làm tươi mát lại cái thần kinh của mình, thì là mình sáng suốt lại, chứ không có gì đó. Cho nên con người ví dụ cũng giống như cái mệt của mình hay là cái bệnh của mình vậy đó. Ví dụ mình mệt nhiều quá, nhưng mà mình biết cách hít thở, mình hít thật sâu và mình xả khí ra hết, trong cái cách mình xả khí của dịch căn kinh đó. Hoặc là mình làm những cái thế yoga, hoặc mình làm gì đó, là bởi vì để căn mạch của mình nó được nối liền tất cả những cái khoảng mà dồn ép. Trong khi cái lực sống mình nói, mình nghĩ, mình làm việc rồi này kia thì nó thông thoáng lại thì nó hết mệt. Hoặc mình đi tắm sau đó thì như vậy cái mày không thật, cho đến khi cái bệnh đó, cũng không có thật. Ví dụ như một người lớn tuổi như thầy, nhỡ khi nó bệnh hay nó đau hay tái một cái thì tự nhiên mình hết tin tưởng. Mình nói rồi mình sống, mình già rồi, mình yếu rồi, mình bệnh rồi, thì từ đó mình nghĩ rồi cái thì mình suy sụp. Rồi từ đó mình không bao giờ mình đi một mình được, mình phải chống gậy, hai gậy này kia. Nhưng mà như sớm thầy đi có Thành bữa cô đó, thầy biểu diễn thực sự thầy mệt lắm. Thầy đi phải chống hai gậy, nhưng mà thầy nói thật sự đây là sự thật, thầy mệt, thầy phải đi phải chống gậy này kia. Nhưng mà trong cái mệt không có cái không mệt, hãy coi cái không mệt này thầy dục hai cái gạch là thầy có thể hít một hơi thở, thầy đi lên túa một cái dốc mà mặt không thay đổi, không mệt gì cả. Nó ngược lại vậy đó. Thầy sống trong cái không mệt, cái không bệnh. Cho nên trong cái bệnh nó có cái không bệnh. Mình có cái vượt lên cái trạng thái tâm hay là thân. Cho nên thầy thường hay sống như vậy lắm. Đó. Chính thầy sống như vậy thầy mới duy trì được. Nếu mà thật sự có những cái gì đó vừa ý thầy và chấp nhận được, thật sự thầy tin tưởng là thầy có thể duy trì thêm một chút sống. Ví dụ thay vì một năm nữa thầy chết, thầy có thể duy trì thêm vài tháng hay là một năm kế tiếp nữa. Ví dụ vậy đó. Bởi vì thầy biết nó có một cái lực rất bí mật. Nhưng mà thầy thấy không ích gì. Bởi vì đời sống thật sự thì cũng lợi ích gì bao nhiêu. Mà nói ra rồi nhiều khi nó còn mệt nữa. Ví dụ như 10 người nghe thì có 5 người cãi, 3 người ấy, thì mình cũng thấy rằng nó cũng bất lợi. Bất lợi cho mình mà cũng bất lợi cho chúng sanh. Cho nên chưa chắc là nó lợi. Trong khi thầy có thể đổi xác thân trở thành một đứa bé nào đó, thì có thể là thầy làm việc nó tốt hơn. Nhưng mà tội gì như vậy, mình hãy đi học thêm. Mình sẽ tìm những trường đại học khá hơn, có những giáo sư khá hơn, mình sẽ học. Đó. Mấy con biết rồi. Cho nên do vậy mình thành cái vấn đề do trí tuệ mình quyết định thôi. Còn cái chuyện sống, chuyện chết, chuyện này thật sự đối với thầy giờ nó không có nghĩa lý vậy cả. Không có quan trọng gì nữa. Đó. Cho nên tuyệt đối nó không bao giờ nó muốn sống thêm một giây phút nào, có bất cứ một cái gì, hoàn toàn nó không có xảy ra. Nhưng mà thực sự muốn chết thì có. Thầy thấy cái này có một chút chủ yếu là bởi vì có khi mình cũng mệt mỏi, mình cũng không có cái vừa ý. Cho nên do như vậy mình không thích duy trì trạng thái đó. Bởi vì dù mình ở trong cái không vừa ý, mình vẫn vừa ý cái không vừa ý. Ở trong mệt mình vẫn có biết được cái khỏe. Ở trong cái yếu mình có thể làm mạnh, thầy có thể đấu ngược lại hết. Nhưng mà đồng thời thầy thấy cũng không cần thiết như thế. Cho nên do vậy mình bỏ quách cái này là khỏe, bỏ quách cái xác thân này. Mình bỏ xác thân này cũng đồng thời mình bỏ tất cả cái bộ tâm lý này, cái đầu não này. Nghĩa là mình thay đổi một chế độ. Tức là nó thay đổi toàn diện, đất nước đổi mới. Đó. Cho nên do như vậy. Còn mình làm đi làm lại cũng hoài bấy nhiêu thì thầy không muốn. Cuộc sống này thầy không muốn. Cho nên do như vậy thầy nói ra người ta nói là thầy tiêu cực hoặc là thầy chán đời hoặc thì cũng được đi. Nhưng mà thầy thấy chết nó sướng hơn sống rất nhiều. Nó chỉ cũng giống như mình mệt mỏi quá, bây giờ mình nằm mình ngủ một giấc thì nó khỏe biết bao nhiêu. Trong khi mình biết mình có thể thức suốt đêm nay cũng được. Mình có thể làm việc, mình có thể tinh tấn, bởi vì mình có một cái khả năng đó. Nhưng mà chi cho bằng mình nằm mình tiếp đi ngủ. Rồi chừng nào mình ngủ đã rồi mình thức dậy thì nó mới tinh hết. Cho nên thầy sẽ thức dậy với một thân thể khác. Ở đây hay ở kia. Đó. Thì do như vậy thầy làm việc. Lúc đó bây giờ con Vĩnh nó có hận thù gì đi nữa thì lúc đó tự nhiên nó cũng phải đổi mới rồi. Nó gặp chú bé này dễ thương quá nghe. Rồi lúc đó tự nhiên nó còn nghe hơn bây giờ nữa nghe. Cho nên đừng có thù thầy chị cho nó công. Kia cái chứ. Cho nên bữa mà nó nghe thầy đi lạc thì nó khoái. Nó nói trời hết. Nhưng mà nó đâu biết rằng thầy đi lạc thì có đi lạc, nhưng mà thầy đâu sợ. Thầy vẫn khoái, nhưng mà thầy nói như vậy thôi. Chứ nếu vậy thì không ai đi kiếm thầy thải trong rừng. Thầy biết là rồi thầy cũng đi ra được thôi, nhưng mà thầy không có lo lắng. Bữa thầy lạc trên núi đó, mà thầy là trong lúc thầy nói vậy chứ thầy vẫn nhìn cái đỉnh núi xanh, nhìn cây cối, thầy thấy vui vẻ lắm. Thầy còn thích ở đó lâu lâu vậy. Đó. Cho nên cái đời sống của mình, thầy lấy những cái hiện tượng tâm lý của mình đổi mới, mà mình có thể thấy rằng cái giáo lý nó còn tốt, và cái sự học của mình nó đi đúng con đường. Cho nên mình, cái sự tu của mình là do cái sự nhận xét, cái sự lắng nghe, cái tầm nhìn chính xác, và đó mình có thể dùng mình và sự thay đổi của mình ở trong khoảnh khắc, chứ nó không có cái tư tưởng duy trì rằng mình sẽ ngày mai ngày mốt rồi mình sẽ tu tập kiểu này kiểu kia rồi. Thầy thấy nó mệt mỏi quá, cũng như đói sẵn có mì ăn liền, làm một gói cho rồi đi. Chứ còn mình duy trì nấu nướng rồi nó mệt. Cũng như đời sống cũng vậy đó, mình giác ngộ thì giác ngộ quách cho rồi đi. Thầy, Mô Phật, dạ thưa Thầy, khi người ta nhận ra được tâm bất sinh và người ta sống được với nó rồi, thì ngay khi mà cái thân thể này còn đang tồn tại, người ta có thể tự bỏ xác mà đi hay không Thầy? Hay là phải đợi đến lúc thân thể nó hoại, nó giống như là nó tàn lụi rồi người ta mới đi được hả? Nó cũng có nhiều cách. Ví dụ một người nào nó chín mùi ở trong cái chỗ đó, người ta có thể bứt phá, người ta bỏ đi bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà có những người, ví dụ như thầy hiểu đúng, nhưng mà thầy cũng phải chờ. Bây giờ nếu bà thầy ngồi đây mà thầy bỏ xác liền thì chưa được đâu. Thầy phải chờ một lúc. Mà trong đó cái mạn căn của mình nó còn khá đậm đà. Cho nên có những lúc mình biết. Nhưng mà thầy chắc chắn là thầy sẽ không sợ vào khoảnh khắc đó. Chắc chắn là thầy còn có vẻ là còn mừng thầm nữa. Là mình đã để gánh nặng xuống rồi. Và bây giờ mình có thể du hí, nghĩa là đi vui đời được rồi. Đó. Lúc đó thầy cũng vẫn có thể nghĩ ngay những câu nói đó được. Đó. Cũng như Rít Sương Ti, ông nói tôi sẽ đi vào vùng sương mù rất sâu. Đó. Thầy tin tưởng điều đó vậy đó. Nhưng mà thầy muốn đi đâu thầy biết. Chứ mình cũng muốn thử thách làm gì. Cũng như thầy của thầy đó, ông cũng chả nói gì. Ông chả bao giờ nói tôi chết hay là tôi sẽ cái này cái kia. Ông cũng không cần bất cứ một cái gì mà nó quan trọng. Nhưng mà có điều là bữa đó ông làm vườn, rồi ông đem cuốc xuống, đem để vô trong nhà sau hết. Rồi ông lấy một gói bánh, ông đi qua chùa Đồng Đế, ông thăm ông trụ trì, rồi nấu cơm rồi cho ông ăn. Rồi ông vô phòng, ông nói thôi để tao ngủ, ba đừng kêu nữa nghe. Vậy đó. Cái rồi ông nằm, ông đi luôn thôi. Tức là chứng tỏ là cụ biết hết. Nhưng mà cụ cũng không cần mà phải nói tao sẽ chết hay là tao này kia. Cũng không nói cái đó chi. Bởi vì nhiều người nói quá rồi nó cũng loạn. Còn cái chuyện đâu phải những người đắc đạo, người tu đều là để xá lợi rồi lại. Chuyện nó không cần thiết. Nó quá nhiều nó cũng loạn, rồi nó cũng sách chuyện nữa. Họ không cần thiết cái gì cả. Cho nên có đó là một cái, có lẽ là ông cũng cấp cần đó. Cho nên nhiều khi thầy thấy như vậy đó, mình hãy yên lặng. Bởi vì mình có một cái gì đó, cho nên mình bước sanh một cái muốn gì đó. Còn nếu trong tâm mình chả còn cái gì cả, thì cái muốn gì mình cũng không có. Cũng như nhai bây giờ, thầy từ bi trí tuệ gì thầy cũng biến mất, có gì cả. cũng không muốn thuyết pháp, không muốn gì cả. Nhưng mà thầy biết lúc nào làm được thì làm, lúc nào không làm được thì không làm, chứ không vì là cái lý do gì cả. Nó trong rỗng, nó trơ trọi lắm, nó trơ trọi. Cho nên thầy cũng không học theo Bồ Tát, không học theo Thinh Văn, không học theo ai cả. Bởi vì đâu có gì để học đâu. Cho nên nhiều khi thầy nhìn xa nhìn gần thầy thấy không có một chỗ nào, không có một cái gì để mà trụ. Đó. Vì thế thầy thấy như vậy. Cho nên tự nó là nó thôi. Cũng như thầy không biết thầy ở đâu, thầy không biết cái gì hết cả. Cũng như nói, nhưng mà đương nói pháp rồi mình nói tầm bậy tầm bạ, nói cái gì đó cũng được, nó cũng không thành ra cái gì cả. Bởi vì câu chuyện là mình đang sống trong cuộc đời, mình đang là một con người bình thường ở trong một xã hội, nghĩa là khổ đau, tất cả mọi chúng sanh nói như vậy, nó cũng nhảm nhí như mình đang nhảm nhí. Bây giờ mình nói như vậy thật sự cũng nhảm nhí, cũng chưa phải hoàn toàn là một cái gì hết cả, nhưng mà trong đó nó có chất lọc. Nó có chất lọc. Nếu trong những câu nói này nó vẫn có những điều gì bí ẩn, cho nên nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, cũng như là mình nói trong này, mình nói 100 tiếng nó chỉ có 1-2 tiếng thôi. Những cái từ bất sinh và những cái chỉ vào khoảnh khắc của bất sinh, chỉ đó thôi, nó là đủ. Thì bây giờ mình hãy ngay nơi chỗ đó mình coi thứ thực sự mình đang bất sinh chưa, mình đang thấy cái tâm Phật bất sinh đó chưa. Nếu mà mình chưa thì vì sao mà mình không thấy? Đó, mình đặt câu hỏi đó. Cái không thấy đó là cái gì? Đó, thì mình phải bắt đầu hãy hỏi. Ví dụ bắt đầu hãy tra vấn thầy. Cho đến khi mà thầy đầu hàng, thầy nói thầy cũng không biết nữa thì thôi. Còn nếu thầy biết thầy sẽ nói. Đó, tại sao mình không biết? Tại sao mình không nhận? Tại sao mình không nhận được? Mà mình nói tụi con đâu có biết gì đâu. Cái không biết gì đâu là biết gì đâu. Đó. Đó. Và cái khi mà ở trong cái tâm không biết đó, mình có thật sự mình ở trong đó không? Hay là mình cứ nói đại, mình nói tôi không biết. Mình không biết rồi sao mình nói mạnh mẽ tôi không biết. Đó. Cho nên tất cả mình đều biết. Mình đều biết trong khoảnh khắc đó. Và nếu mình nhín, mình lách qua lách lại chút thì tức là mình cái khả năng mình có thể biết và có thể không biết. Có thể biết là không có chuyện gì để nói, không có chuyện gì đã làm và mình đã thành công. Còn cái không biết là từ trong đó mình không nhận cái đó mà mình lại thấy một cái gì mơ hồ, một cái gì mà nó lộn xộn, mình không quyết định được. Cho nên mình nói tôi không biết. Chứ mình không có cái không biết thật, mình không có cái ngu ngơ thật. Đó. Cho nên tất cả mọi người thực sự đều có Phật tánh. Vì mình có Phật tánh cho nên mình mới sanh ra được tất cả các tánh khác. Chứ nếu không có Phật tánh thì nó không sanh ra cái tánh khác được. Bởi vì trước khi mình nóng nảy, mình không có nóng nảy. Trước khi mình có bất cứ cái gì thì nó ở trong một cái khoảng tĩnh lặng, cái khoảng vô cùng đó, cái khoảng mà chưa từng sanh diệt đó. Nhưng mà nếu bây giờ mình, ví dụ như bây giờ thầy nóng nảy mà thầy cố tình thầy cứ diệt nóng nảy hoài thì thầy đâu có thời gian để thấy cái đó đâu. Thầy cứ lo, nói thật sự nếu thầy cứ sợ giới và thầy lo giữ giới hoài thì suốt đời thầy giữ giới chưa chắc hoàn hảo. Thầy biết vậy, chưa chắc thầy có thể giữ, nghĩa là mấy trăm ngàn giới đó nó hoàn hảo. Nhưng mà ngược lại thầy chỉ có một giới thôi, là cái giới phải tuệ giác, phải đạt được cái tuệ giác, phải đạt được cái tâm Phật đó. Rồi bất cứ cái chuyện gì nó xảy đến thì cứ đến. Vì thế cho nên thầy tin chắc điều đó. Cho nên thầy không có điều khác. Cũng như bao nhiêu tủ kinh sách này, thầy chỉ cố tìm một điều là thầy muốn thực sự có cái trí tuệ nào đó. Tức là thầy muốn nhờ tất cả những cái giáo lý này mà mình có một cái tuệ giác. Đó. Chứ thật sự là không phải là thầy đọc kinh sách. Vì thế cho nên tất cả hành trì, tất cả đời sống bao nhiêu, cuối cùng thầy muốn tận cùng đẩy nó tới thực là cái gì. Cho nên do vậy bây giờ thầy bằng công bằng lòng mà im lặng, bằng lòng đầu hàng tất cả, không còn tranh đấu nữa, không còn tranh chấp với ai nữa cả. Ai muốn hơn thầy cũng được, ai muốn thắng cũng được, ai muốn thành Phật cũng được, ai muốn bất cứ cái gì thì thầy cũng hoan hô ấy. Thầy không có chống trái mà thầy cũng không có suy tư cái gì hết cả. Bởi vì họ là cái đó mà. Họ là cái đơn, cái đó. Đó. Bởi vì thầy không có cái gì hết thì làm sao mà thầy nói cái đó đúng hay sai được. Còn người ta có cái đó thì người ta vẫn ở trong cái đó, thì người ta nói đúng hay nói sai đều trúng. Người ta nói sai nó cũng trúng trong cái sai đó. Chứ họ nói sai, họ sai mà họ nói họ đúng hay họ nói phải thì nó là con kỳ nữa. Đó. Cho nên thật sự thầy thấy tất cả đúng là nó không có lý luận là ở chỗ đó. Ở trong tất cả pháp nó đều là cái pháp bí mật, cái Phật pháp. Cho nên thầy rất cảm xúc nếu ai hiểu được điều đó. Như vậy thôi. Bây giờ còn câu hỏi nào? Bây giờ có cần hỏi những điều... Dạ, mô Phật thưa Thầy. Con nghĩ nếu hôm nay mà bài giảng của Thầy mà mọi người nếu mà thật sự nhận được cái điều Thầy muốn gửi đến đó, thì tất cả những câu hỏi nó không còn ý nghĩa nữa. Nó không còn giá trị. Thật sự con thấy điều đó à. Đúng vậy. Nhưng mà mình đừng lấy cái của mình. Mình nói là người ta. Thật sự cái con nói thì rất đúng. Với thầy cho cái quan điểm đó. Nhưng mà nếu mình lấy của mình xóa hết thế gian thì phải rồi, phải rồi, nếu đúng là đúng phải rồi, nếu ai nhận ra được thì sự họ xóa. Nhưng mà nếu họ có mặt đây hỏi bạn đã nhận ra chưa. Hồi nãy thì cái cuối cùng ông cũng nói đó phải không? Cái cuối cùng. Dạ, câu cuối cùng là cái ông tại địa này cũng vậy. Ông nói là trời với đất gì đâu. Đây nè, thầy có đưa ra phương pháp nào? Thấy tùm lum ta la anh chị. Không, nhưng mà nói như vậy thì thực sự mình có cái vô lễ. Cái vô lễ với người hỏi. Hả? Có cái này thì thực tế có sao ghi vô hả? Kệ bởi vì thuyết pháp của mình là nghĩa là gọi là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cho nên bạn tài điện có nghe nói cũng hoàn thiện. Không, bởi vậy con nói là ông chỉ cần nghe âm thanh con nói thôi, ông đâu cần nghe con nói cái gì. Đó, vậy mà là rốt ráo. Chữ thì ta nó đừng nghe gì nghe luôn. Không có thì phương pháp thực hành. Nếu vay ngộ là không ngộ. Rốt ráo. Nhưng mà cái này á là làm không mất công lắm đó. Không có, thôi để thầy đọc cho. Đây là các câu hỏi của Phật tử nè. Tệ địa ngày 17 tháng 4. Thưa Thầy, thân này nhóm họp bởi năng lượng và vật chất. Cái này thì cái này thì tệ địa nói là năng lượng, chứ thực sự thầy cũng chưa biết cái năng lượng là cái gì nữa, bởi vì năng và lượng nó khác nhau. Năng nó thuộc về một cái gì như là một tinh thần, còn lượng là vật chất. Nhưng mà về tinh thần đó là cái gì? Tinh thần nó tận cùng sâu sắc là chính là tâm bất sinh. Còn nếu mà cái tương đối đó thì nó chỉ là vật chất. và vật chất. Ví dụ như bây giờ có cái phân tử hay là những cái chất nguyên lý của khí và bất cứ một nguyên lý gì mà nó tạo ra một cái sự chuyển động, một cái sự thu rút, nó làm cho có một cái lượng để vật chất và nó hợp tác. Bởi vì cái kia cái nan đó là nó ở trong cái nghiệp dĩ, tức là cái sự phản ứng, cái sự rung động, cái tần số của một cái sự đang chuyển động, đang biến đổi. Nó là một cái ảo chứ không có thật. Bởi vì cái tầm nhìn của mình nhìn như thế nào cũng từ phía trong cái nhìn của mình đó mà mình phóng ra để mình nhận định, để mình thấy. Cho nên cái nhìn mình chưa chắc là trúng, chưa chắc là chính xác. Thì thực sự không biết cái năng lượng của mình và năng lượng của người nó khác nhau ở trong chỗ quyết định, chỗ tầm nhìn. Cái thực sự nó là vậy. Cho nên cái điều đó mình phải hiểu thật sự, mình phải thấy cái điều đó. Cũng như bây giờ thầy, cái lượng của thầy thật sự nó trống rỗng, thầy rất yếu, thầy rất mệt. Nhưng mà thật sự thầy có đức tin lắm. Bây giờ nếu ở trong số mấy con này mà muốn vật lộn của thầy thì thầy cũng không sợ nữa. Đứng về vật chất, bởi vì sao? Bởi vì trong đức tin, trong cái tâm lý của thầy nó không dao động. Vì thế cho nên thầy sẽ sanh ra sức mạnh. Đó là cái chỗ thầy sanh ra năng lượng. Còn cái vật chất này nó ù lì. Cái vật chất này một người rất to béo, mập mập. Nhưng mà thầy chỉ ở trong một cái chiêu rất là nhỏ. Chừng bằng 2 ngón tay thầy có thể đẩy người đó ngã. Dạ một Phật thầy, bạn tại địa đang theo dõi chương trình Facebook của thầy đó, thì bạn có comment là đã viên mãn và viên thành, thì chắc chắn là bạn đã nhận ra được nên bạn mới ghi lên cái bình luận như vậy ạ. Một Phật thưa thầy, khi thân hoại, vật chất tăng rã, thông tin không rõ ràng. Bởi vì khi đang hoại, khi đó là chẳng những cái thân á, nó hoại mà mạng can tất cả cái lực sống nó cũng mất đi, năng lượng đồ gì nó cũng không còn đâu. Cho nên nó gọi là theo những cái dấu vết của thời gian, của cái nhớ gọi là nghiệp. Nó thổi phồng lên giống như trong một giấc mơ và mình tạo cái ảnh hưởng đồng cảm với một vị trí nào đó, mình nhập vào gọi là đi tái sinh. Trong lúc đó phần đông á, cái nghiệp á, với là cái nghiệp kêu bằng về dục vọng hay là về một cái gì mà mình không thể bỏ được, thì cái đó nó phát sinh ra sự quen thuộc. Cho nên tham sân si hay gì đó, hoặc là những cái mà mình sai lầm trong những tội ác gì đó mà mình không hiểu được cái điều đó là nó trống rỗng, là ảo, là quyến quá, là không còn bây giờ nữa. Mình không hiểu được, cũng như giống như mình không hiểu được cái không có gì. Thì tất cả những cái nhớ lại đó, nó là cái nghiệp. Chính cái nhớ lại đó giống như ở trong giấc mơ, mình là tạo ra một cái cảnh. Cái cảnh đó là cái tâm mình tạo ra ảo. Chính cái ảo đó, mình bước nhập vào những cái ảo. Ví dụ cái ảo mà nó thanh khiết, nhẹ nhàng, nó trong sáng thì nó nhập vào chư thiên. Mà chư thiên nó cũng đa dạng. Còn nếu cái ảo đó mà ngầu độc, mà nó có một cái sự hung tàn, một cái sức dội với một cái tần số nóng nhiệt, thì mình nhập vào cái ma quỷ đó. Cho nên nó là thực sự nó là cái nghiệp. Cái nghiệp là dấu vết của thời gian, là một cái ký ức của vô hình nó nhớ lại, cũng như nhớ lại trong chim bao vậy đó, mình vẫn biết được đó. Còn cái tất cả hoàn toàn lực của mình, sắc thọ tưởng hành thức, lần lần nó biến mất, chỉ có cái thức ấm đó. Cho nên nó tưởng tượng ra lại cái thức, nó nhớ, nó rơi chìm vào trong cái nội tại của A Lại Gia, và A Lại Gia nó sẽ phát sinh ra một cái tính chất tương tác cho nên nó biến chuyển, chứ thực sự nó cũng không phải, không nhất thiết là nó phải có trung ấm, không nhất thiết là nó phải có cái hồn hay cái vía gì đó. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy Thái Lan chết rồi thì ta đem tới đốt liền, cúng tế không cúng tế gì họ cũng cần hay cả. Bởi vì theo lời Phật dạy nó cũng chả có gì, người chết rồi thì tự nhiên trong chốc lát sẽ biến đổi, có sẽ đi đầu thai cách này hay cách kia đó. Cho nên mỗi cái chỗ do cái nhận định đó, chứ nó không chắc là cái năng lượng thông tin hay vật chất gì đó. Mình nói là theo cái ý biết của mình. Khi thân hoại vật chất tăng rã, khi thân hoại vật chất tăng rã. Bởi vì tất cả tư tưởng cũng là vật chất, chứ không phải là tất cả luận đều nói như vậy. Thì mà khi tư tưởng cũng tan rã rồi thì cái gì tồn tại? Bởi vì tư tưởng là chủ đạo của tất cả cái làm thành những cái hình ảnh để cho một cái gì đó nó nương tựa và cảm, và để cho nó có cái sự cảm thọ, và cảm thọ nó hình thành nên sự sống vui hoặc khổ, hoặc không vui không khổ. Nếu không như vậy thì nó đặc cứng như đá, hay là như là một sự u lì của cái gốc cây. Cho nên nó đều phải có cảm thọ. Trong cảm thọ đó nó nhận xét thì nó giải thoát, không nhận xét thì nó mê đắm. Nó thế thôi. Ví dụ bây giờ một người chư thiên, một người chư thiên họ không có cảm thọ, một vị tỳ kheo, họ có thể tu đến lúc nào. Nếu họ chưa thành tựu một cái quả nào đặc biệt như A Na Hàm A Đá thì họ sanh lên chư thiên. Họ sanh chư thiên thì họ vẫn hưởng thụ, thì họ vẫn là thiên tử, thiên nữ, hay là như là Thiên Chủ Sa Ca. Ngài cũng có hàng bao nhiêu là thê thiếp, thì như vậy Ngài vẫn sống. Chỉ có Phạm Thiên thì nó không có nữ thôi. Nhưng mà đồng thời cái bản ngã nó vẫn ở đó. Vì thế cho nên Đức Phật phải lên Phạm Thiên để thuyết pháp với Thiên Chủ Sa Ca, với các vị trời ở cõi Phạm Thiên. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ thấy những cái thời gian đó, đó. Cho nên nó thân hoại vật chất tăng rã, thông tin không rõ ràng, thì cái đó mình tưởng tượng thôi, chứ không phải là nhất thiết là rõ ràng hay không rõ ràng. Chỉ có thể năng lượng, chỉ còn thể năng lượng. Cho nên đã nói cái năng lượng đó nó không phải là tinh thần, mà nó cũng không phải là vật chất. Nó tương tác. Cái energy, cái đường kinh lạc đó nó phát sinh ra, cái hơi gió nó phát sinh ra một sức mạnh thu rút như điện vậy đó. Và nó mất đi, nó sẽ mất đi. Cái nguồn điện đó nó tắt ngang ở giữa không gian, nó không có gì hết cả. Cho nên nghiệp là một cái bí yếu, cái rất là kỳ diệu. Nó tương tác và nó chuyển điện. Trong khi mà chết đó, con người cũng không phải là mang một cái hình ảnh đó mãi mãi. Bởi vì nó méo mó, vì khi mình mệt mỏi thần kinh quá, mình nhìn một người nó cũng không thể nhớ được. Mà nó méo mó, ngay cả người thân mình cũng còn quen cái tay méo mó. Mà mình chỉ nhớ những cái hình ảnh trong lòng của mình thôi. Mình còn vì, nhưng mà hình ảnh trong lòng của mình nó cũng là bóp méo nữa, như giống như là cảnh trong mộng mình đó. Cho nên nó rất là nguy biến, và cái sự siêu đọa của mình cũng không biết. Mình đi vào bụng con trâu với vào bụng của một con người nó cũng vậy thôi. Mà sau khi mình vừa sinh ra thì mình có cái vui và cái khổ, bởi vì trong cái xúc giác đó. Cho nên thầy hay coi quan giả, thầy thấy một con vật nó mới sinh ra, nó ngơ ngác nhưng mà nó vẫn có cái niềm vui nào đó, chứ không phải là nhất thiết nó khổ. Cho nên mới nói là chỉ còn thể năng lượng không chắc là đã có. Vật thể năng lượng độc lập này hoạt động ra sao? Nó không phải là độc lập, hoàn toàn nó không thể độc lập. Nó phải tương tác. Nếu nó ở cái cây thì nó phải tương tác với đất, nước, gió lửa. Nó tương tác với độ ẩm, nó tương tác với ánh sáng, nó tương tác với những cái gì đó, nó mới hình thành ra cái đó. Cho nên nó không có cái, nếu rời tất cả những cái duyên đó ra thì cái cây, cái lực sống của cây cũng không có được. Cho nên con người cũng vậy nữa. Có người nói chỉ còn ghi nhận lại một cái hình ảnh của quá khứ, cái gì đó, và nó rung động ảo theo cái đó thôi, chứ không phải là cái năng lượng. Lúc đó nó không thể gọi là năng lượng. Cho nên nói là chỉ còn thể năng lượng, vật thể năng lượng độc lập này hoạt động ra thế sao? Bởi vì mình không chắc là cái năng lượng là gì, mình không biết là nó tồn tại. Bởi vì thật sự ra Thầy có chết là nhiều kiếp rồi, nhưng mà thật sự bây giờ Thầy chưa chết, cho nên Thầy cũng không biết là lúc đó cái năng lượng Thầy như thế nào. Nhưng nếu mà Thầy nói mò ra như vậy thì Thầy cũng không dám nói. Nó là chính nó thì vô dụng sao? Đây là mình lập luận thôi. Nếu có duyên thì cảm ứng, thì nó lại nhóm họp lại đủ. Cái có duyên này nó không phải là cái nó tồn tại cái quá khứ. Quá khứ là nó có nghiệp, cho nên hai cái vật thể cọ sát nó thành ra lửa. Nhưng mà khi tắt lửa đi, cọ sát lại không phải là lửa cũ nó sinh ra, nó lại có lửa mới. Bởi vì tất cả đều không phải là nhân duyên. Cái nhân duyên cũng là một cái tương đối cuối cùng của giáo lý Phật thôi. Bởi vì tất cả đều vô sanh, cũng không nhân duyên diệt. Bởi vì ở trong các sanh diệt thì gọi mới khởi tưởng nhân duyên, chẳng phải diệt rồi sanh, vì liên tục nhân duyên khởi. Cái nhân duyên là sự liên tục tương tác cọ sát và nó sinh khởi. Cũng như là cái càng, cái mình cái hơi và cái độ nhấn mình liên tục thì cái tiếng càng nó mới phát ra. Nhưng mà dứt hơi thì tiếng càng nó không biết từ đâu nó có. Nó không có sự nối tiếp. Âm nhạc cũng vậy đó. Ví dụ như một cái tay ta nhấn, một cái tay ta rung. Mà nhấn phím và rung thì cái tiếng, cái âm dai nó mới phát sinh. Nhưng mà mình dứt một cái thì cái âm đậm nó chấm vào chỗ đó, vào cái nốt nhạc đó. Cho nên cái tiếng nhạc nó tùy theo cái chỗ rung của mình. Nó là cái nốt đồ hay là nốt mí, nốt rê hay nốt son. Cho nên nó không nhất định dễ cả. Cho nên tất cả những vấn đề này thực sự là dù nói cái nhân duyên là cái lý thuyết, cuối cùng nó vẫn không thành công đâu. Cho nên vì ngu si khởi vọng thấy có hữu vô. Nó thấy có hay có không, bởi vì cái tướng ảo cho nên nó mới thấy vậy. Chân thật không duyên sanh cũng không có duyên diệt. Bởi vì các pháp hữu vi dường như qua đóm hiện. Đây là kinh Lăng Già đó, Thầy thuộc Thầy nói như vậy đó, chứ không phải là Thầy tự nói đâu đó. Bởi vì tất cả các pháp hữu vi đó là do mình ảo giác mình thấy. Nếu mà mình ma quỷ thì mình có thể đi xuyên qua tấm vách. Chư thiên thì có thể mình thấy khác. Nước họ thấy là lưu ly, còn quỷ thì họ thấy nước là máu huyết hay là lửa. Còn con vật thì nó đâu có phải là thấy nước, nó là cái môi trường của sống của nó. Và khoa học thì thấy nước khác, nó là dòng điện hay là những cái phân tử hydro. Bởi vì cái thấy là do trí tuệ. Và cuối cùng như Phật hay là một vị thương câu thì không thấy dễ cả. Tất cả đều nó trống rỗng. Nó trống rỗng. Tất cả phân tử đều không dính nhau. Đó. Cho nên do cái trí tuệ nó sanh ra ảo có cái thấy đó. Cũng như một người đó mình hợp gu thì mình thấy khác, còn mình không hợp thì mình thấy khác. Do thương với ghét vui buồn mà mình thấy, chứ không phải là người đó như vậy. Nếu mình thích cái người xấu mình vẫn có thể thích được. Mà mình không thích, dù cái người đó đẹp mình cũng không thích được. Mình vẫn thấy xấu, thấy ngược lại. Cho nên do như vậy nó là ảo. Cho nên nó là chính nó thì vô dụng sao? Nếu có duyên thì cảm ứng. Cảm ứng cũng không phải là duyên đâu. Thì nó là nhóm họp lại đủ. Năng lượng, thông tin. Những cái từ này là cái từ mình nói ra để cho phù hợp với một thế hệ. Chứ còn cả gần 70-80 năm trước thì Thầy còn chưa biết dùng cái từ này được. Vật chất để ứng dụng hay sao? Không phải là vật chất. Vật chất là do mình tính toán, mình nói vậy đó. Chứ vật chất là một cái chất mà nó không có vật chất. Nó tận cùng nó chỉ là một cái cái tính chất chuyển động mà nó biến đổi, và cái sự ù lì cũng như lửa nước nó đều không có thật, ngay cả đất gió nó cũng không có thật. Cái nguyên tử phân tử cũng chưa chắc nó đã là có thật, thì cái vật chất nó ở đâu? Nước thì cái phân tử nước nó cũng không có thật. Bây giờ mình nói oxy chứ mà thật sự mình cũng không thấy được. Dù mình có dùng cái kính hiển vi điện tử mình thấy đó, nhưng mà thật sự nếu mình thấy cuối cùng thì nó vẫn có sự biến đổi đó. Cho nên khoa học họ cũng chứng minh cái đó, họ không thể định vị được. Chúng sanh có cảm, chư Phật Bồ Tát có ứng ra sao? Chúng sanh là tùy theo chúng sanh, chứ con người cũng không thể cảm tới một con vật khác lại được. Con cá sấu nó cũng không thể cảm tới con hổ được, con hổ nó cũng không cảm tới con khỉ được. Nó chỉ phản ứng nhau thôi theo cái nghiệp của nó. Nó có thể đồng cảm ở một cái nào đó, nhưng mà cái đồng cảm đó không phải là nó đồng loại hay khác loại, nhưng mà nó tương tác nhau ở trong một cái nghiệp. Ví dụ như một con nai, nó không sợ con khỉ nhưng mà nó sợ con báo, là bởi vì trong sâu xa nó bị con báo giết ăn thịt, hoặc là chưa có một dấu vết gì thân thiện hay cả, thì nó sợ thôi đó. Chứ nó không phải là cảm, nó sanh như vậy đó. Cho nên chúng sanh có cảm, chư Phật Bồ Tát có ứng. Cái này thì mình cũng nói tương tự thôi. Nó có tương ứng, bát nhã vô tri. Bát nhã đâu có tri mà nó đâu có vô tri. Bát nhã là cái tuệ giác thật nhất, cuối cùng nhất. Nó không phải là kiến thức, tức là cái tánh biết của mình đó. Tức là cái tánh biết và tính, tức là thực sự là nó nằm ở trong một cái sự phản ứng của tâm bất sinh. Đó. Vì cái tâm bất sinh này cho nên nó rất là nhanh lẹ, nó phản ứng và nó biết được. Đó. Nó rõ ràng lắm, nó sống động lắm. Chứ nó không phải là vô tri. Bởi vô tri nó ù lì, còn bát nhã nó không ù lì. Vô sở bất tri, không có sự. Con cảm ơn thầy cũng không giải thích được gì cho con đâu, cho nên con cảm ơn thì cứ cảm ơn, nhưng mà thầy thấm thấy những cái điều này thầy không có thật. Cái thầy đơn giản tánh thấy thì trong thân ngũ âm ngũ uẩn có hai phần, cái thấy và cái bị thấy. Trong ngũ uẩn nó không có cái thấy hay là cái bị thấy. Cái thấy là nó hợp tác ở trong một cái tự tính thấy của nó. Tự tính thấy cũng như nãy nói là từ cái tâm bất sinh. Và cái không thấy đó là nó thấy theo cái nghiệp của sự quen thuộc của nó, nghĩa là đồng dạng, đồng hành, đồng tương, đồng tức của nó, chứ không phải là ngũ ấm, không phải sắc thọ tưởng hành thức mà nó thấy được. Chỉ trong đó chỉ có cái phần thức thôi, mà phần thức là cái phần nó có cái nhu yếu thì nó mới sanh ra thức được. Nó có cái gì đi trước nó mới sanh ra thức, chứ không phải là cái thức nó tự có. Cho nên từ cái thức nó trở thành bạch tịnh thức và nó trở thành tâm, nó biến đổi đó. Cái thấy và cái bị thấy khi ở thể năng lượng thì thấy ra sao? Bởi vì năng lượng đó không phải là có người năng lượng. Nếu đã nói là năng lượng thì không phải là thấy biết, nhưng mà người năng lượng thì có thể sử dụng được. Người năng lượng là cái bản ngã, mà cái bản ngã thì là một cái nó mơ hồ lắm. Cho nên nhiều khi nó cứ lưu xuất như thế đó thầy ạ. Thì con thấy như vậy thì con cứ thấy như vậy. Chỉ cần an yên ở đó thì được rồi. A Di Đà Phật. Còn phẩm hương này con đánh lễ thầy, con xin trình cái thái của con với thầy. Mong thầy dùng pháp phương tiện để giải nghi cho con và mọi người biết. Con chỉ là công nhân bình thường nên con không hiểu về kinh kệ lắm. Con chỉ thích nghe pháp và con chuyển được pháp. Nghe đến đâu là quên đến đó. Quên hay nhớ thì nó cũng vậy thôi. Nó không phải là chuyện. Chuyện là khi mình nghe pháp tự nhiên mình sáng lên, mình sinh ra cái tuệ giác, mình sinh ra một cái khác. Cũng như giống như là bây giờ mình nghe từ Tâm Bất Sinh, do mình thấy Tâm Bất Sinh, mình biết được Tâm Bất Sinh, thành mình có cái khả năng giống như biến hóa mạnh mẽ về cái chỗ chưa từng sinh. Bởi vì chưa từng sinh cho nên mình có thể sinh cái gì đó, nhưng mà mình sinh cái gì đó mà trong lòng là nó lại không có sinh đó. Cho nên mình chuyển pháp là mình chuyển khi mà mình giác ngộ. Mà khi mình giác ngộ thì chuyển đó, nhưng mà thật sự không có người chuyển. Chứ thật sự nó cũng không phải là quên hay nhớ. Nghe đến đâu là quên đến đó. Do vậy chỗ nào không đúng mong thầy thứ cho. Con thấy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có A Nan có hỏi Đức Phật là nguyên nhân do gì mà con người đau khổ và nguyên nhân gì đến niết bàn. Con phải để cái chỗ này là ở trong cái chương nào, trong cái hàng thứ mấy thì thầy sẽ lật lại thầy dịch, chứ bây giờ kinh Lăng Nghiêm thầy đọc lâu rồi có khi thầy không quên nữa. Cho nên con lần sau nếu con cố thì con hãy để trong kinh Lăng Nghiêm, trong chương phẩm thứ 6 hay là thứ 7 hay thứ 9 gì đó, vào hàng thứ mấy thì Đức Phật có nói câu đó thì thầy sẽ lật ra và thầy sẽ giải thích lại. Còn bây giờ mà thầy tìm kiếm lại thì nó cũng hơi lâu. Đức Phật chưa trả lời thì mười phương chư Phật và các vị trời đồng thanh nói nguyên nhân dẫn đến đau khổ là do sáu căn của ông, và niết bàn cũng do sáu căn của ông. Theo thầy thấy thì không phải như vậy. Bởi vì thầy không biết ông Phật này ông có nói hay không nói, nhưng mà nếu ông nói như vậy thì thầy không đồng ý rồi. Nguyên nhân dẫn đến đau khổ là do sáu căn của ông, và niết bàn cũng do sáu căn của ông. Bởi vì căn của mình là tai, mà trần là âm thanh. Căn của mình là mắt, mà trần của mình là sắc. Khi căn trần hòa hợp lại, nó sẽ sanh ra cái tính chất cũng như là rối loạn, hay là cái tính chất nghĩa là nhiễm, ô nhiễm. Chứ không phải là cái căn đó nó đau khổ hay là trần đau khổ, nhưng mà cái tương tác, cái duyên đó nó tạo ra một sự sai lầm. Ví dụ như con mắt mình thấy sắc, vì con mắt và sắc đó nó sanh ra một sự lầm lẫn một cái gì đó, và nó sanh ra một sự thu nạp một cái gì đó, nó sanh ra một nhiễm sắc thể nào đó, và chính cái khoảnh khắc đó nó sinh ra một sự đau khổ. Nhưng mà chưa hẳn cái đau khổ của người giác ngộ, nhưng mà nó là cái niềm vui của phàm tục. Cho nên cái đau khổ hay phàm tục thì nó cũng không chắc nữa. Nhưng mà không phải là căn, cũng không phải là trần, nhưng mà căn với trần do nó hòa hợp hay bất hòa hợp mà nó sinh lên, thì cái khoảng giữa này nó lại là một cái vấn đề không thể đổ thừa được. Căn nghĩa là Đức Phật cũng căn, nhưng mà Đức Phật có thể nói Đức Phật không bị nhiễm. Mắt của Đức Phật cũng có nhục nhãn như người thường, nhưng mà Đức Phật lại không có khổ đó. Tai của Đức Phật hay là mũi Đức Phật, hoặc là ăn Đức Phật, Phật cũng ăn những món cái món thịnh soạn hay là này kia, vật cứng vật mềm như trong kinh nói đó, nhưng mà Đức Phật lại không bị khổ. Còn mình ăn đó có thể là vì lòng tham mình bị khổ. Thì cái chuyện đó nó không nhất định là do cái căn. Cho nên Đức Phật Đức Phật chưa trả lời thì mười phương chư Phật có quỷ đồng thanh nói. Thầy nói cái này thì mấy ông Phật mười phương này ông rắc rối lắm. Đức Phật người ta là chủ, người ta chưa nói mà cái gì ông nói. Cho nên hỏi Đức Phật, người ta hỏi Đức Phật, hỏi Phật mình. Ví dụ Đức Phật nói các vị hiện ra chứng minh thì được, các vị hoan hô thì được. Chứ hỏi người ta, hỏi người này người kia cướp lời mấy ông Phật nào mà láo khoác vậy. Cho nên thầy không tin điều này. Nguyên nhân dẫn đến đau khổ là do sáu căn đó. Cho nên và niết bàn cũng do sáu căn của ông. Cái niết bàn là không phải là do sáu căn. Bởi vì niết bàn cái tự tính niết bàn khi mình nhận được cũng giống như mình nhận được tâm bất sinh. Nó không phải là do căn trần mà do cái tuệ giác mình nhận được, mình thấy được, biết được cái đó, chứ không phải do căn trần. Ví dụ tâm bất sinh như vậy, mình hiểu được tâm bất sinh là hiểu được niết bàn. Thì hiểu được niết bàn cũng do cái tâm, cái tuệ giác đến một cái giây phút nào nó nhận diện thôi. Chứ con mắt không nhận diện được đó, tay không nhận diện được đó, mũi không nhận diện được đó. Bởi vì mũi miệng cũng không ngửi được niết bàn, nó không có cái chỗ đó. Đó. Và niết bàn cũng do sáu căn. Trong kinh Thập nhị nhân duyên, Thập nhị nhân duyên là pháp thập nhị nhân duyên thôi. Có thể là người ta trích dịch theo sau đó nói là kinh, nhưng mà thật sự trong 12 nhân duyên đó là cái pháp Đức Phật nói rất nhiều ở trong tất cả những bộ Nikaya. Bởi vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc lục nhập. Bởi sáu căn vô minh nên có duyên mới hành. Thật sự không phải là sáu căn đều vô minh. Cái vô minh nó chỉ tương tác lúc đầu thôi. Bởi vì cái không hiểu tức là không sáng. Từ không sáng cho nên tất cả cái hành đó nó duyên hành. Nó duyên hành tức là cái vô minh, tức là cái không sáng đó, mà nó cùng với tất cả cái rung động của hành. Chứ không phải là vô minh mà nó làm cho cái hành rung động. Hành tức là động, tức là chuyển. Mà nó cái hành nó không phải là nó sanh ra thức được, mà nó rung trong cái chỗ hành đó, nó làm cho cảm thấy có một cái gì, nó động đậy như có một cái gì của cái nhu yếu của cái biết. Cho nên nó làm cho có cái thức nó đó. Chứ nó cũng không thể là sinh ra thức được. Cho nên còn sinh lão tử cuối cùng là nó do hữu. Bởi vì có hữu cho nên mới có sanh. Mà có hữu trong đó là ái, thủ và hữu đồng nhau ở trong cái điểm đó, thì nó sẽ tái sinh, nó bị tái sinh. Nó bị tái sinh là cái hữu. Cái hữu là gì? Cái hữu là thích cái gì đó, có cái gì đó thì nó đi đến chỗ đó. Như nhân phụ trái cường giả tiêu khiên, tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên trị. Như người mắc nợ thì chỗ nào nặng họ lôi kéo đó. Đó nên mình phải hiểu cái điểm này, chứ mình nếu mình hiểu sai thì thật sự có lẽ là mình sẽ không được chánh kiến. Cho nên nói Đức Phật có nói các ông muốn trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, tức quả vị Phật phải phá được một trong sáu căn. Không phải phá, nhưng mà mình có thể hiểu được. Hiểu được cái chỗ sanh khởi của căn trần thức. Chứ mình không phải mình phá cái căn đó. Bây giờ mình phá căn người ta hiểu lầm là mình đâm mắt cho mù, mình đâm tay cho lũng, hay là mình làm cho mũi không ngửi được, miệng không nếm được, là mình phá cái căn đi. Nhưng mà cái căn với cái trần đó nó tương tác và nó sanh ra một cái sự mù lòa. Nó cùng dẫn nhau đi vào con đường hiểm. cho nên gọi là người mù đi trên đường trơn. Trợt chân té xuống chạm nhầm hai gai, tức là danh và sắc. Hai gai nghĩa là sanh ra 6 vết dài, tức là mắt tai mũi lưỡi. Được kiếm thuốc, tức là kiếm pháp để trị. Nhưng mà cuối cùng không được. Cái bài này là thầy viết mấy chục năm trước rồi, nó dài quá, đọc rồi nó hết thì giờ. Cho nên tức quả vị Phật phải phá được một trong 6 căn, tức là phá được thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên không phải là phá, nghe chưa? Bởi vì tất cả cái duyên nó tự nhiên khi mình hiểu nó thôi, chứ không phải là mình không có duyên. Không phải là phá. Chữ phá thập nhị nhân duyên này không đúng. Vậy theo quan điểm của thầy cũng như người giác ngộ, người giác ngộ đạo, thầy có đưa ra phương pháp nào để cho mọi người đều tu học đạt kết quả tốt? Đó là cứ một là nhất tâm niệm Phật. Theo thầy là nhất tâm niệm Phật. Hãy niệm Phật rồi thì tất cả niệm nó không còn nữa. Còn hai nữa là hiểu được cái tâm bất sinh. Chỉ hai điều đó thôi. Cho nên một là kêu rằng mình sẽ đi trên một cái chuyến tàu lửa. Mình qua khắp tất cả núi sông, nghĩa là mình sẽ ngắm được tất cả sự vật và mình đi đến nơi. Còn hai là mình lên máy bay, mình đi. Cũng như hiểu được tâm bất sinh thì cũng như mình đi, mình rời khỏi mặt đất, mình đến vào bên kia. Bên kia tức là cũng bên này thôi. Còn thứ hai nữa là mình muốn chắc ăn thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cho nên thầy giờ bây giờ thì thầy có hiểu cái gì đó nữa thì thầy cũng Nam Mô A Di Đà Phật đó. Bởi vì chữ Nam Mô cũng có nghĩa là quay về thật sự, quay về với tánh không, trong cái vô lượng của tánh không là A Di Đà. Nhưng mà không thể nói lý, mình nói cái sự, nói lý. Cũng như mình muốn vẽ chữ bùa thì mình phải ở trong một cái tính chất, nghĩa là vượt ra một cái ý thức, giống như cái vô tâm vậy, rồi mình phóng qua mình vẽ thì cái chữ đó linh, chứ không có gì hết cả. Còn nếu mình có tâm có ý thì cái chữ bùa đó không linh đó. Đó, thôi khả năng của thầy giải thích tới đó thôi. Rồi các bạn là nước ngoài thầy, nhưng mà con đọc con không hiểu, bạn nó gửi cho thầy cái gì mà hello liho caseo hát gì con không biết là đang học rồi hello rồi mai hello nghĩa là giờ thành giờ khuya rồi không hello lại giờ thành giờ khuya rồi không hello lại rồi thì mai. Nhưng các bạn đó lúc này con không biết nha, cái tiếng này con chưa có bao giờ đọc qua. Một cái rồi nó thâu vô đó. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, tặng thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học mà Phật đạo, tưởng thể nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về cho cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.